chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện tiệm rượu nương tử nhát gan, tập 3, chương 21 ta là sợ hắn làm bẩn ngươi tay, đoạn tam lang vẫn là tuổi còn rất trẻ, trẻ tuổi phải giấu không được tâm tình của mình, từ nghe được đổ tam tư đến cái đáng ghét cửu cửu bắt đầu, hắn cả ngày liền đều tâm thần có chút không tập trung, đoạn phó tới tới lui lui chạy mười mấy lội, mang về tin tức không có một cái có thể để cho hắn ổn định lại tâm thần, khi trương đại tại quán rượu bên trong tùy tiện ăn uống, dọa đi mấy cái khách nhân. Nghe nói hôm qua mới vừa lên cửa thiếu chút nữa đánh tam nương tử, vẫn là hàng xóm cho bảo vệ đây này thiếu gia thiếu gia kia trương đại từ tam nương tử nơi đó cướp đi hai mươi mấy lượng bạc đi đánh bạc hiện tại còn ngâm mình ở trong sòng bạc đâu không tốt thiếu gia kia trương đại cực thua quay đầu liền đi tao nhưng tam nương tử còn nói muốn cái gì rượu phương tam nương tử không cho hắn còn mắng nàng mắng nàng tóm lại không dễ nghe a à. trương khánh rõ ràng cảm giác được đoạn tam lan xuống tay càng thêm hung ác chút một chiêu một thức đều mang sát khí trường kiếm trong tay múa đến không có chút nào phép tắt mấy lần kém chút ngộ thương hắn trương khánh bất đắc dĩ nhìn về phía hàng kiếm hàng kiếm cười trên nỗi đau của người khác một phen sau đó dùng ánh mắt hỏi thăm đổng thanh đổng thanh sinh ở hoàng cung sinh trưởng ở hoàng cung những cái kia từ nhỏ đã có nương tử nha đầu mang theo đệ đệ muội muội từ xuất sinh lên liền bắt đầu học phép tắt không ai giống đoạn tam lang đồng dạng dám cùng hắn nhăn mặt hắn cảm thấy rất có ý tứ bởi vì tiểu tử này tại giữa dàn hướng ngươi nhe răng trợn mắt thời điểm, nâng lên bén nhọn móng vuốt lại vĩnh viễn không có thật đã thương người. Nhưng mà Đỗng Thanh biết, cái này hoàng khố công tử cũng không phải loại này tính tình. Tại Lâm An Thành hắn phá đổ phú hộ, chơi chết lưu manh không phải số ít, đối với mình còn duy trì cơ bản khoảng cách. Hơn phân nữa là hoài nghi mình thân phận quý giá, cùng bên người có cao thủ hộ pháp, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất có ý tứ, bởi vì hắn không có từ tên bắt con này trong mắt trông thấy sát ý. Thiếu niên nhìn xem hỉ nộ vô thường, quyến cùng làm liều, nhưng mà không nói lời nào an tĩnh lại thời điểm lại làm cho hắn cảm giác ra một loại nào đó đi ngược lại bình tĩnh, bình tĩnh, hai chữ này quả thực cùng hắn không đáp, nhưng nhìn xem đoạn Tam Lang rõ ràng cực kỳ thực sự muốn đi Tam Nương quán rượu, lại từ giữa trưa đến bây giờ vẫn không có dừng lại quá học kiếm, hắn lại thay đổi ý nghĩ, thiếu niên phong nhã hào hoa, mọi cử động như ào ào phong lưu, lại sinh phải một bộ tướng mạo thật được Nước chảy mây trôi kiếm pháp có thể thấy được nó trời sinh trắc tuyệt nghiêm khắc lãnh cúc ánh mắt nói rõ nó đầy đủ chuyên chú nếu là từ nhỏ nuôi dưỡng ở kinh sư chính là hoàng tử đông đảo cũng coi là trong đó người nổi bật đáng tiếc. Đổng Thanh thở dài dừng lại đi kiếm ảnh ngoán một cái kiếm ngân vang chói tai Đổng Thanh tiếng nói mới rơi đoạn Tam Lan người liền đã vọt đến trước cửa chỉ để lại một mảnh góc áo sau đó biến mất không thấy gì nữa hàng kiếm theo sau. Đổng Thanh chậm rãi nói, không đến cần phải, không thể làm hắn ra tay, luyện lâu như vậy kiếm, tiếp xúc như vậy thâm trầm sát ý, nếu ra tay, không đến nổi người chết, liền muốn người tàn. Dạng này người hàng kiếm trong quân đội gặp qua rất nhiều, lòng dạ biết rõ, không do dự liền đi theo qua, xa xa, khi đầy bụng ngang ngược đoạn nha nội truyền ra một câu âm trầm tới, bản thiếu gia ra ngoài đi một chút, ai bảo ngươi theo tới. Trở về, hàng kiếm giống như cười mà không phải cười, xảo công tử cho ta nghĩ, ta cũng ra ngoài đi một chút, làm sao? Đường này ngươi đi được, ta lại đi không được. Đoạn Tam Lan tức giận đến không muốn nói chuyện, bởi vì hắn phát hiện Đổng Thanh là coi hắn là không hiểu chuyện nhi tử đồng dạng nhìn xem, tám chín phần mười là mình những cái kia tiếng xấu trước lấy nồi. Hắn cười lạnh một tiếng, không nói hai lời, kêu lên đoạn phó bọn người nghênh ngang đi hướng phố dài, không bao lâu, liền đến đến Tam Nương quán rượu. Đỗ Tam Tư giật mình phải nhốt cửa, trong tiệm có mấy cái khách nhân say khước dắt dìu nhau ra tới, đón gió phấp với tử kỳ dưới, kỳ quan khéo léo tặng người rời đi, khách quan đi thông thả, lần sau lại đến A, sau đó kỳ quan trông thấy đoạn tam lan, nha nội. Là đoạn nha nội A, kỳ quan con mắt đều sáng, rất giống thấy cái gì cứu tinh, để đoạn tam lan suýt nữa cho là mình không phải lâm an hoàng khố ác bá vương, đoạn tam lang nhíu nhíu mày. Khóe miệng chậm rãi móc ra vẻ mỉm cười, kinh diễm tuyệt tục, để kỳ quan không khỏi ngây ngốc một chút. Đoạn nha nội mặc dù tính cách không tốt, nhưng là ngày thường thật sự là đẹp mắt a, à, cho da bên trên hai vò rượu. Đoạn tam lan sải bước đi tới, đoạn phó vẫn là cái gia đình tâm lĩnh thần hội canh giữ ở cổng, cũng không có đi vào. Hàng kiếm âm thầm gật đầu, không có đi vào liền nắm lấy người đánh, cũng coi là tỉnh táo, đổ tam tư ngay tại phòng bên trong phụng phiệu đâu. Trương đại thế mà trộm tiền của nàng đi đánh bạc, lúc này mới đến hai ngày, liền đem nơi này xem như nhà hắn, trộm cháu gái tiền đi đánh bạc. Cực thu còn dám hướng nàng đưa tay muốn, kịch bản khổng minh nói, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sĩ người, cái này cũng thôi, nàng cho tiền, nhịn nhất thời khí tức, cái này trương đại thế mà còn muốn hướng nàng lấy đơn thuốc nhìn một chút, buồn cười, đây là xem nàng như đồ đần sao, nàng chỉ mong lấy nhanh lên đóng cửa, hôm nay trong đêm nhưng không có tối hôm qua nhẹ nhàng như vậy, không hù chết hắn nàng đổ tam tư ba chữ viết ngược lại, lão bản nương, khách tới. Chu đáng đáng hưng phấn chạy tới, đoạn nha nội tới làm khách, đổ tam tư sững sờ, lúc ngẩng đầu lên, nhỏ nhân vật phản diện đã mang theo hàng kiếm đi đến, chọn cửa miệng chỗ ngồi xuống, đến hỏa thiêu, đoạn tam lan câu môi, ngồi ở ghế dựa, chống đỡ đầu, giữa lông mày u ám tà khí, nhưng thật giống như nhẹ nhàng thở ra, hai bình, lại tùy tiện đến ăn chút gì. Đỗ Tam Tư giật mình chỉ chốc lát, trong lòng điểm kia nóng nảy phiền muộn đột nhiên chìm xuống dưới, từ phía sau cầm hai bình hỏa thiêu ra ngoài, ăn đến không nhiều, còn có mới làm dê bụng muốn sao, tùy tiện. Dù sao hắn cũng không phải thật tới đây ăn cái gì, đoạn tam lan dò xét đổ tam tư, nghe nói trương đại muốn đánh người, hiện tại nhìn một chút, dường như cũng không có làm bị thương chỗ nào. Đỗ Tam Tư đối đầu ánh mắt của hắn, phản phất minh bạch cái gì, giật ra chủ đề, mấy ngày nữa ta còn chuẩn bị làm chút đồ nướng ra tới, Nha nội nếu như có rảnh rỗi, cũng có thể đến nếm thử, đồ nướng, là thịt nướng. Đỗ Tam Lang nhíu mày, không thôi, khi đó thế kỷ 21 ăn hàng tuyệt đối không thể bỏ qua thao thiết thịnh yến. Đỗ Tam Tư thừa nước đục thả câu, ta mới khiến cho thợ rèn đang đánh cái bàn, sợ là nhất thời một lát khó ra thành quả. Nha nội lại không vội, đến lúc đó tự nhiên là trông thấy. Lúc này, hàng Kiếm đột nhiên nói, tam nương tử làm trưởng quỷ quả nhiên khác nhau hôm nay ngược lại là mở ra mặt khác thông dong rất nhiều đỗ tam tư rung lên sau đó cười khổ được chứng kiến chân chính vô lại lưu manh nhỏ nhân vật phản diện hiện tại ở trong mắt nàng quả thực liền có thể so sánh ưu nhã quý công tử nhìn thấy nàng nụ cười trên mặt liền biết hôm nay trôi qua chẳng ra sao cả đoạn tam lang yếu ớt nói hôm nay không có kiếm lấy tiền a à. đỗ tam tư liễm mắt lắc đầu không nói quay người nhập phòng bếp có cơm đồ ăn xuất ra đi thời điểm Trương Đại cũng từ tiểu nhị trong phòng say khước ra tới, đổ tam tư nhíu mày lại, vòng qua hắn đem đồ ăn bưng cho đoạn tam lan. Còn không có cất kỹ liền nghe xong mặt giáo huấn nàng, nha đầu chết tiệt kia. Không nhìn thấy trưởng bối, đoạn tam lan ánh mắt lạnh lẽo, hắn đơn thuần miệng tiện, ở không đi gây sự mắng xong, quay đầu liền đi lật quầy hàng. Cầm một bình rượu, lại đi lục soát bạc, tìm ra đến không có mấy lượng, sắc mặt lập tức liền không tốt, tiền đâu, đáng chết, ngươi còn rất dài tâm nhãn đúng không? Lấy tiền ra, Trương Đại Dương nanh múa vuốt, cùng Đỗ Tam Tư thấy qua ven đường chó hoang đồng dạng sổ loạn, má nó, muội mùi ta nuôi ngươi như thế lớn, lão tử tiêu ít tiền làm sao rồi? Lão tử là ngươi trưởng bối, đem tiền cho lão tử lấy ra, hắn ngăn ở trên đường, ba đứa hài tử dọa đến mặt không còn chút máu, căn bản không dám đi qua, Đỗ Tam Tư mặt lạnh, trăng mặc dù đang run rẩy, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng không có giống giữa trưa đồng dạng, trực tiếp dùng tiền miễn tai, mà là bình tĩnh hỏi, ta một ngày kiếm 42 hai, trừ bỏ thịt món ăn chi phí bên ngoài, lãi ròng nhuận chẳng qua 20 lượng, ngươi hôm nay đã phát ra ngoài 53 lượng, ngươi còn muốn tiền làm gì? Trương Đại trừng mắt, cũng không thấy phải dùng chất nữ nhi tiền có bao nhiêu xấu hổ, ngược lại lẽ thẳng khí hùng chỉ về phía nàng mũi chửi ầm lên, lão tử là ngươi trưởng bối. Ngươi cho ta dùng tiền làm sao rồi? Giang hàng ai không biết ngươi dựa vào tri phủ nha môn, ngủ một giấc liền có thể lấy tiền, cùng ngươi lão tử trang cái gì trang, hắn siết quả đấm, lại mẹ nó nói nhảm lão tử đánh chết ngươi tin hay không, đổ tam tư giận quá thành cười, nắm mắt khay ngón tay trắng bệt. Đột nhiên nghe thấy đằng sau ban một tiếng, nàng hơi biến sắc mặt, lại bản năng về sau khẽ vương tay, đè lại đoạn tam lan, cùng nàng đồng dạng động tác, còn có hàng kiếm, trương đại sửng sốt một chút, u ám đầu thanh tỉnh một nháy mắt, lúc này mới trông thấy đỗ tam tư đằng sau bên bàn ngồi khách nhân. Khách nhân kia dài một tấm cực khuôn mặt dễ nhìn, so hắn thấy qua nữ nhân đều muốn trông tốt, nhưng là, cặp kia mang theo nốt ruồi son mắt lại giống túy lấy độc kiếm đồng dạng, âm trầm lạnh ảm, mang theo một cổ khó mà diễn tả bằng lời cảm giác đè nén, miệt thị lấy hết thảy hữu hình vô hình sinh linh, chỉ một chút, liền gọi người đặt mình vào mũi đao, để hắn đột nhiên nhớ tới đêm qua tình hình, hắn mở to hai mắt, cổ họng trên dưới chậm rãi bỗng nhúc nhích qua một cái, phách lối khí diễm giống như là bị hàng băng đông cứng, vô ý thức lui về sau một bước, kia là. Dết qua người mới sẽ có ánh mắt, trương đại tay rung lên, bình rượu rời khỏi tay, ban lan một tiếng nện đến tan nát, sắc mặt hắn trắng bệt, cũng không dám lại lớn hô gọi nhỏ, xương gò má co quắp lui ra phía sau, lại giống như là chuột gặp mèo đồng dạng, sợ lui về tiểu nhị gian phòng, quán rượu người ngoài nghề vui cười. Trong tử quán lặng ngắt như tờ hàng kiếm ngạc nhiên nhìn xem thiếu niên, sợ hãi phát giác, giờ khắc này đoạn tam lang, cùng ngồi tại kinh sư trên long ỷ người kia. Không có sai biệt, hắn như giật điện thu tay lại, một cái điên cuồng mà khó mà tin nổi suy nghĩ không bị khống chế bắt đầu chiếm cứ toàn bộ thể xác tinh thần, đừng nóng giận, hàng kiếm khẽ giật mình, nhìn về phía đổ tam tư, gan này nhỏ sợ phiền phức cô nương ngồi xổm xuống, trên mặt thế mà không có một tia khủng hoảng. Ngược lại mang theo nhỏ vụn ý cười, suyệt, nàng dựng thẳng lên một đầu ngón tay, xong thiếu niên nháy mắt mấy cái, giống con khéo léo ngồi sổn trên mặt đất nũng nịu con thỏ, chờ thêm hai ngày, hắn liền đi rồi, đoạn tam lan nhìn xem nàng, mặt mày ở giữa lệ khí chậm rãi biến mất, lại hừ lạnh nói, đồ vô dụng, loại đồ chơi này bản thiếu gia không cần một canh giờ liền có thể đem hắn đánh cho tè ra quần, đổ tam tư sắc mặt đỏ lên, trong mắt xem hắn trắng nõn xinh đẹp một đôi tay. Không cần, ngươi không nghĩ ta động thủ đoạn tam lan mặt lộ vẻ không vui đỗ tam tư thở dài ta là sợ hắn làm bẩn ngươi tay đoạn tam lan sửng sốt một chút thanh âm nháy mắt thức cao nguy hiểm cười lạnh ngươi không sợ ta sợ a à. nàng vừa rồi lúc nói chuyện nhìn như bình tĩnh trên thực tế chân đều mềm không phải ngồi xổm xuống làm gì đỗ tam tư sờ mũi một cái nhưng ngươi không phải chê ta không có tiền đồ nha vậy ta dù sao cũng phải tiến bộ chút a à. đoạn tam lan một hơi ngăn ở cổ họng tùy ngươi nói trực tiếp vứt xuống một thỏi bạc cầm rượu lên liền hướng bên ngoài đi hàng kiếm yên lặng đứng lên phức tạp đi theo đỗ tam tư ủy khuất nàng lại không có nói sai cái gì đoạn tam lang chính là nói qua nàng không có tiền đồ lời này nha được rồi đỗ tam tư quay đầu từ mấy đứa bé nháy mắt mấy cái cười giả dối hiện tại nên chúng ta đoạn tam lang không đi xa mới quá một cái góc đường Vên váo hung hăng hoàng khố thiếu gia liền nhúng bả vai tại hàng kiếm im lặng dưới tầm mắt đột nhiên quay người, yên lặng trở lại quán rượu không xa, chỗ gió lùa thịnh nhất trong ngõ nhỏ. Hàng kiếm hỏi, nhà nội có thể trực tiếp đi vào, đi vào làm gì? Đoạn tam lan nhấp một hớp hỏa thiêu, đút đau đồng dạng cảm giác làm hắn tinh thần sảng khoái, bản thiếu gia liền thích tại cái này hóng gió. Hàng kiếm không nói gì, chỉ có thể đi theo đứng ở chỗ này, đợi đến trời tối, đợi đến đêm dài đợi đến đoạn phó bọn người nhanh ngủ mất. A, à, có quỷ a. À, đám người tinh thần chấn động, láng giềng láng giềng đều bị dọa đến thắp sáng ánh nến, chỉ thấy gương mặt to sắc trắng bệt, liền sờ mang bò từ quán rượu bên trong chạy đến. Đoạn Tam Lan tinh thần chấn động, ánh mắt đại thịnh, nhanh nhanh nhanh, bắt hắn cho ta buộc, cho bản thiếu gia đánh chết hắn nha. nhớ kỹ trước tiên đem hắn đầu lưỡi cho lão tử cắt, hàng kiếm cố tình vi phạm. Không hổ là ăn chơi thiếu gia. Chương 22, người giết người. Trương Đại Ngũ được rất bất an, có lẽ là bởi vì đoạn Tam Lang kia tàn nhẫn u lãnh ánh mắt, cũng có lẽ là bởi vì lại nhập đêm, nhà mình tiểu muội mặt đều ở trong mộng xuất hiện, muội muội của hắn, cái kia từ nhỏ đã bị hắn đánh tới lớn nữ nhân, hắn rõ ràng cũng đã gần quên mặt của nàng, nhưng hai ngày này lại ngay cả lấy mơ tới ba hồi, một lần là nàng xuất giá, mình lười nhắc chuẩn bị đồ cưới vẫn là hắn trượng phu sợ nàng không dễ nhìn mình vào núi đánh mấy trương gia hưu giấc ngủ cốc hai hồi là nàng mang thai mình đánh bạc thua bán vợ con cùng phòng ở muốn tới đây yếu điểm tiền lại phát hiện nàng biến nàng là cái lão bản nương cùng hắn trượng phu hợp lực đem mình đánh đi ra ba hồi là nàng tử vong hắn trông thấy mình trốn ở cái nào đó rách nát thấp trong phòng nàng nữ nhi kia chết tiểu nha đầu khóc tìm hắn vay tiền hắn nơi nào có tiền hắn ghen ghét nữ nhân này lúc trước banh hắn đi, đừng nói vay tiền, hận không thể đi lên bổ hai đao, cho nên hắn tránh trong phòng cười, cười cười, đột nhiên nghe được một cái sâu kín, giống như là từ hoàng tuyền vực sâu truyền tới thanh âm, mang theo không cam lòng, oán hận cùng nguyền rủa. tại sao lại muốn tới quấy rối nữ nhi của ta, trương đại thân thể đột ngột cương, sắc mặt tái xanh quay đầu, một tấm xương gò má lồi ra, hai má lõm sâu, sắc mặt trắng bệt mặt gần như cùng hắn mặt kề mặt cặp kia trống rỗng chảy máu con mắt cứ như vậy nhìn chầm chầm mình, quán độc muốn đem hắn xé rách, tại sao lại muốn tới sao nhiễu nữ nhi của ta, một tiếng triết, trương đại lỗ tai phản phất bị đánh vỡ, hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh rồng rồng từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó nghe được một trận mùi lạ, hắn, hắn thế mà đái dầm, sợ hãi cùng xấu hổ giống như là hai cái thảm thiết bàn tay, hung hăng quất vào trên mặt hắn. Trương Đại chịu không được cái này căn phòng bên trong mùi, chạy ra ngoài quán rượu này bốn phía đều tốt, nhà xí còn phủ lên lưu ly điểm hương, giống như nơi nào đều rất sạch sẽ, chỉ có hắn rất bẩn, hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng, vừa hận đổ tam tư xem thường hắn, một cái bán, thân nữ nhân có tư cách gì xem thường hắn. Cái kia gian hàng, nếu không phải là bị tri phủ nhìn trúng, nguyên bản mình còn định đem nàng bán đến kỹ viện bên trong đâu, hắn từ quê quán tới, cũng là bởi vì thiếu một cái mông nợ không có chỗ ngồi đi, lại nghĩ đến Đỗ Tam Tư là cái bé gái mồ côi yếu đuối có thể lớn, không nghĩ tới nàng thế mà trèo lên Lâm An lớn nhất chỗ dựa, Trương Đại càng phát ra xấu hổ giận dữ, hắn thở hỗn hển, ánh trăng đem một ô vuông cửa sổ chiếu sáng, u ám im ắng quán rượu lầu một bên trong cái bàn bày ra đều rất chỉnh tề, yên lặng, không sóng không gió, Trương Đại nghĩ thở phào, còn không chờ hắn đứng thẳng người, sau lưng đột nhiên truyền đến bang lang một tiếng, hắn sợ hãi mở to hai mắt nhìn, cổ cứng đờ về sau chuyển chậm rãi, trông thấy bị quẳng xuống đất vò rượu, vò rượu chia năm xẻ bảy, rượu tràn ra mùi thơm ngát, nhưng kia nhan sắc lại máu đồng dạng đỏ tươi, a à. Trương Đại che miệng lại, lòng bàn tay mồ hôi cũng sẽ không tiếp tục để hắn cảm thấy buồn nôn, hắn hai chân rung lên lui về sau, cũng không có lui hai bước, một bên ghế thấp lại giống là bị cái gì dẫn dắt ngã lật. Nhưng kia trên mặt ghế thấp thả đệm lại một mực thực thực địa dính tại phía trên, còn lộ ra một cái hố, đơn giản quả thực tựa như là có người nào đang ngồi ở phía trên trương đại điên cuồng mà lui về sau và kia ghế dựa lại đột nhiên lại bị thứ gì lôi kéo đứng lên hắn không nhìn thấy chỗ ngồi trên tay chân giúp đỡ dây nhỏ đen như vậy hắn cái gì đều nhìn không thấy nhưng hắn lại cảm thấy mình giống như có thể nhìn thấy một người xương gò má lồi ra hai má lõm sâu nữ tử âm u đầy tử khí quán độc âm lãnh a à, có quỷ a trương đại thanh âm hoảng sợ gần như đánh vỡ xà nhà cả người tựa như phát điên ra bên ngoài chạy, đến ngưỡng cửa thời điểm lại hướng phía trước một ném, trực tiếp quẳng cái máu mũi chảy ngang. Bản này là chính hắn quẳng, hắn lại cảm thấy là bị người nào đẩy, càng phát ra hoảng hốt chạy bừa. Các bạn hàng xóm đều giật mình chạy đến, hiển nhiên cũng nghe được mới câu nói kia, chưa phát giác trong lòng phát lạnh, Đỗ tam tư cũng đi ra. Nàng hướng về phía các bạn hàng xóm cười khẽ, ngượng ngùng nháy nháy mắt, không phải nháo quỷ không phải nháo quỷ, thúc thúc thẩm nương nhóm đừng sợ là chính hắn uống nhiều, coi ta là thành mẹ, Phạm Đại Thúc lộ ra cánh tay cười to, đây chính là có tật giật mình. Phi, không có ý tốt đồ vật, đi vừa vặn. Sau này ngươi cũng thanh tịnh, đúng thế, bực này ác thân thích, sau này nhưng tuyệt đối đừng đến, nói thật, bọn hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, dù sao cái này cần lưu manh nhàn hắn dơ bẩn không chịu nổi còn phẩm tính không hợp. Lưu tại nơi này vạn nhất đem tới làm ra cái gì chuyện trộm gà trộm chó làm sao bây giờ hắn đi, con đường này người cũng không sợ bị tìm phiền toái, A-di-đà Phật, đây chính là thiên đại hảo sự. Đỗ Tam Tư đoán chắc những người này sẽ không trách tội, nhưng vẫn là ôn thanh nói xin lỗi, sau đó mới đóng cửa lại, cùng ba đứa hài tử liếc nhau, cười, đại công cáo thành. Đỗ Tam Tư hai tay hợp lại, đêm nay các ngươi trước ở lầu cát, ngày mai chúng ta tử lâu nghỉ, ra ngoài thật tốt ăn chực một bữa ăn mừng một trận, sau đó tỷ tỷ mang các ngươi đi tìm thợ một đem chỗ ở sửa chữa một phen, không vậy, kỳ quan đám người nhất thời cười nở hoa. Tốt, bọn hắn có chỗ ở, ăn cơm cũng không sợ bị người đánh, cũng không bởi vì cổng không xuống menu gọi người mắng, mà lại lão bản nương còn nói muốn dạy bọn hắn tập viết. Tập viết a, bọn hắn trước kia lưng menu đều là sinh lưng, nếu là có thể biết chữ, sau này cũng không cần gọi người xem thường, rốt cục đuổi đi người làm biến, Đỗ Tam Tư cảm thấy tinh thần sảng khoái, mà giờ khắc này Trương Đại liền khổ cực còn không có đi ra ngoài bao lâu, hắn liền bị người một túi bao lại quyền đấm cước đá, mà lại chiêu chiêu đều hướng tử huyệt đạp, xuống tay quả thực xảo trá. Đoạn Tam Lan cho hắn ba cước, một chân đạp đầu, một chân đá bụng, còn có một chân trực tiếp dẫm gãy đầu gối của hắn. A, à, Trương Đại Thê Lương Rú thảm làm cho người kinh hãi, Đoạn Tam Lan lại vô tình cười lạnh, tiếp tục đánh. Ta không có kêu dừng không cho phép ngừng, hắn mang tới người cũng không chỉ Đoạn Phó một cái gia đình, còn có phủ nha nha dịch bốn người này đều là trong coi nhà tù, giám ngục hành hình, xuống tay nhất biết đau chỗ, cũng không có dư thừa đồng tình tâm, đánh cho trương đại kêu rên liên tục, cầu xin tha thứ không ngừng, tha mạng, ôi! Vị nào hảo hán? Ngao! Tiền! Muốn đòi nợ! a à. Ta, ta không có tiền, ta thực sự hết tiền, ôi uy, ban cầu hảo hán, cắt da da điểm nhẹ! Ôi, nhi tử ta lão bà đều mua cho các ngươi. Nào! Còn muốn thế nào, ta còn có cái cháu gái, ôi! Nàng có tiền! Còn tốt nhìn! Bán kỹ viện bên trong! Có thế đáng giá không ít tiền đâu! Nào! Cho các vị anh hùng! Nếm thức ăn tươi, mỗi một câu nói nói xong, đoạn tam lan trên người hàng khí liền càng nặng một điểm, ánh mắt lạnh hơn ba phần, hàng kiếm mí mắt kéo ra, nhìn về phía đoạn tam lan, mắt lộ ra lo lắng, dưới ánh trăng, đoạn tam Lang thần sắc gần như được xưng tụng bình tĩnh, nhưng cặp mắt kia lại giống như là đang nhìn người chết, tránh ra, hắn nhàn nhạt mở miệng, hai bên nha dịch liếc nhau, hiển nhiên lĩnh hội tới cái gì, đều không hẹn mà cùng ngừng tay. Hàng kiếm còn chưa kịp phản ứng, một bên đoạn phó lại đột nhiên ôm lấy hắn eo, lập tức. Đoạn tam lan đột nhiên lấy thế xét đánh không kịp bưng tay đột nhiên dơ chân lên, cặp kia da dày dày phản phất cùng thiên thạch đồng dạng, như lôi đình đánh tới hướng trương đại trái tim. Trương đại, phát ra một tiếng trầm thấp mà dồn dập trên rỉ, tay chân có chút run rẩy, giống con người lên con tôm đồng dạng run rẩy. một giây sau liền không có động tĩnh, hàng kiếm trừng to mắt, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi, ngươi giết người, hắn không phải không gặp qua giết người, nhưng hắn là không nghĩ tới thiếu niên vậy mà thật dám ở ngay trước mặt hắn giết người, mà càng không có nghĩ tới chính là vô luận là nha dịch vẫn là đoạn phó đều là một bộ lẽ ra như thế không coi là quái dáng vẻ phản phất trong mắt bọn hắn cái này còn vị thành niên thiếu niên động một tí giết người chẳng qua là một kiện lại bình thường chẳng qua sự tình hàng kiếm trừng mắt đoạn tam lang vẻ mặt hốt hoảng thiếu niên dung mạo kinh diễm khóe mắt chu sa đỏ tươi muốn giọt hai tròng mắt lạnh như băng nhàn nhạt thoáng nhìn vô tình mà hung hãn đây mới là đoạn tam lang đây mới là đoạn nha nội, mà trước đó tại động Thanh trước mặt Dương Nanh múa vuốt thiếu niên, cho hắn dường như không đủ gây sợ thiếu niên, chỉ là bởi vì chưa từng chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn sao, cái này sát phạt quả quyết, hung ác độc ác mà không từ thủ đoạn địa đầu xà, mới là bộ mặt thật của hắn, hàng kiếm đột nhiên có chút trùng mình, hắn nghĩ tới động Thanh, sau lưng đổ mồ hôi, điện hà. Thật sự có thể thuần phục hắn sao, Tây Tấn Luật, hơi người, bán lương làm nô tỳ người, lưu vong ba ngàn dặm, trục lãi nặng mà đức dân sinh người, nhẹ đoạn song trưởng, xử nặng tử hình, đoạn tam lang vô tình nói nói, đã đều là chết, ta tiễn hắn một đoạn, có gì không thể, lùng cỏ chi lưu. Hàng kiếm giận dữ, giọng nói như chuông đồng, đem đoạn phó dọa đến hai tay buông lỏng, hàng kiếm khí đạo, cho dù người này đáng chết, cũng nên báo quan tra án, từng cấp điều tra, vô cùng xác thực chứng cứ phạm tội mới có thể phán tử hình ngươi cử động như vậy cùng vận dụng tư hình có gì khác, đây là hỗn loạn triều cương, đoạn tam lan cười nhạo, thiếu niên đôi mắt đẹp vẫy một cái, hàng ý ung tùng, mang theo trào phúng, chẳng qua giết mấy cái ác nhân, người này lại không quyền không thế, cũng có thể nói hỗn loạn triều cương, hắn hiếp mắt hạ con mắt, diễm lệ trên mặt phản phất bao trùm lấy một tầng nhìn không thấy lạnh sương, cái này lâm an ra vẻ đạo mạo nhiều người, có người, liền chưa thấy quan tài chưa đổ lệ cùng nó tìm kiếm chứng cứ lãng phí thời gian để bọn hắn chạy chẳng bằng ta tự mình động thủ lấy sát ngăn sát hắn kinh thường thịt mũi sau đó trực tiếp quay người đoạn phó mấy người cũng lẳng lặng đi theo hàng kiếm lạnh lông mày đứng đấy lấy sát ngăn sát nói thật nhẹ nhàng rõ ràng chính là tại tiết tư phẩn chẳng lẽ ngươi liền không sợ cho tri phủ đại nhân chọc phiền phức yên tâm bản thiếu gia làm việc luôn luôn không cho người ta mượn đề tài để nói chuyện của mình chỗ trống đoạn tam lang liền cái ánh mắt cũng không có hồi, hàng kiếm khí cười, lớn tiếng lại nói, vậy ngươi liền không nghĩ tới, ngươi như vậy trở về, công tử liệu sẽ tức giận, hắn giận hắn, chơi ta chuyện gì, đoạn tam lan lợn chết không sợ bỏng nước sôi, dù sao năm đó đoạn cửu tại biết mình làm sao đó, cũng không phải là không có đánh chửi quá hắn, có lẽ cũng là bởi vì dạng này, đoạn cửu cảm thấy hắn không vào sĩ, đồ ngược lại càng tốt hơn. Đoạn tam lan mở miệng ác khí, tinh thần sảng khoái, toàn thân trên dưới đều tràn ngập thống khoái hai chữ, huống chi, hắn động ta ranh giới cuối cùng, đáng chết, không theo lễ pháp, không tuân theo thế quy, bảo thủ, tuổi trẻ kinh cùng, làm thi râm uy, tàn bạo làm liều, tùy ý làm bậy, vô pháp vô thiên, hàng kiếm giận không kềm được, ánh mắt lướt qua trên mặt đất đã không động tỉnh nam nhân, thật lâu, nặng nề thở dài, thái tử điện hạ, ngươi nhưng tốt nhất đừng nuôi hổ gây họa a, à, bọn hắn cũng giết người nhưng bọn hắn xưa nay không cảm thấy, giết người là dễ dàng như vậy sự tình. Đổng Thanh tuy là thái tử, chính là muốn chém ngang lưng ác nhân, cũng phải điều tra rõ sự thật, nếu như không tất yếu, chưa từng tùy tiện động giết, hàng kiếm gần như có thể đoán được, sau khi trở về, công tử sẽ bộc phát bao lớn nộ khí, hắn đi, xó xỉnh bên trong, nữ tử áo xanh mang theo một đám tay chân cũng đi ra, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, ánh mắt thấp thỏm nhìn về phía nữ tử áo xanh, một người hậm hực nói, hồng tụ cô nương cái này chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì còn có thể làm sao hồng tụ đầu đổ mồ hôi lạnh hết sức bảo trì trấn định ánh mắt lại nhịn không được nhìn về phía phố dài về trước đi sự tình hôm nay các ngươi tốt nhất mình quên nếu không chết như thế nào cũng không biết câu nói mới vừa rồi kia nếu như nàng không có nghe lầm hẳn là thái tử điện hạ a thái tử đông cung hoàng thất hồng tụ ngón tay rung lên cả người đều trở nên hưng phấn, chuyện này nhất định phải nhanh nói cho tiểu thư, người kia, có lẽ là đông cung thái tử, nếu là có thể trèo lên đông cung, các nàng, các nàng còn sợ trốn không thoát lạc ra sao, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đúng lúc này, mặt đất còn cái giàm bảo bọc túi người bỗng nhiên ngón tay co lại, hoảng sợ ngồi dậy, chương 23, ta không sai, ta không nhận, sách trời đã tối, tam nương quán rượu bên trong tỉnh mịch im ắng. Đỗ Tam Tư ngủ ở trên giường, con cá tại trong chung nước vẫy đuôi thanh âm rầm rầm một sợi ánh trăng ôm nhu xuyên qua ngói lưu ly rõ ràng chiếu vào trên mặt của nàng trương đại mặc dù bị dọa đi nhưng nàng cũng không hề hoàn toàn an tâm nàng sợ trương đại kịp phản ứng về sau lại tìm trở về dù sao quỷ hồn loại vật này hư vô mờ mịt có thể ra tới dọa người khi trương đại cũng có thế đi thiết a chùa miếu đạo quán tìm hòa thượng đạo sĩ làm pháp xua tan vốn là như vậy cũng không thành nhất định phải nghĩ biện pháp cho hắn một kích trí mạng có điều vạn nhất người căn bản liền sẽ không trở về đâu nhỏ hèn nhát luôn luôn nhịn không được trong lòng còn có ảo tưởng ông lấy một điểm tự sướng tinh thần hy vọng trương đại biết khó mà lui ngày mai cho ba cái con non mua đệm giường đánh ngăn tủ cửa sổ cũng phải đổi có thể khép mở bất lực còn muốn ở trên vách tường chui vào giá nến còn phải cho bọn hắn mua bút mực giấy nghiêng giấy liền mua giấy nháp tốt đổ tam tư toái toái niệm trong lòng phiền muộn dần dần bình yên lặng xuống không biết vì cái gì vừa đuổi ra trương đại thời điểm, trong nội tâm nàng rõ ràng rất hài lòng vui vẻ, thế nhưng là một nằm ở trên giường, lại đột nhiên có cảm giác sợ hết hồn hết vía, thật giống như. Giống như có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng, sẽ có chuyện gì, thượng thiên cho nàng xuyên thư một trận cơ hội, chẳng lẽ không phải vì để cho nàng thật tốt làm một người đi đường giáp, trên người nàng kịch bản đã đi đến A, nàng một không hệ thống, hai không nghĩ lấy đi đến kịch bản về nhà, ở đâu sinh hoạt đều là giống nhau, còn có thế có cái gì trọng trách chức trách lớn hay sao làm sao có thể chứ nàng cũng chỉ là cái lại bình thường chẳng qua người muốn nói không tầm thường cái kia nhỏ nhân vật phản diện bên người còn mang theo cái lớn nam chủ đâu chưa chừng hắn mới có cái gì trọng trách chức trách lớn dù sao hắn lần trước đáng chết mà mình đánh bậy đánh bạ náo ra trò cười nhưng cũng thay đổi vận mệnh của hắn biến đổ tam tư phủi đất ngồi dậy thần sắc do dự tiểu pháo hôi vận mệnh thật biến sao Tư Mã Thanh dù sao còn đợi tại đoạn phủ, mặc dù lần trước nhìn hắn cùng nhỏ nhân vật phản diện nhìn rất hai anh em tốt cảm giác, phi thường phá hư nhân thiết, nhưng là, nhưng là, phanh, 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 nhịp tim đột nhiên tăng tốc, giống như là từ nơi sâu xa có cái gì đang nhắc nhở nàng, thúc giục nàng, đổ dài nghĩ che ngực, có chút khó chịu, có chút kinh dị, sẽ không, nàng chỉ là người bình thường, sống lại một đời cũng chẳng qua là, chẳng qua là vì quá phổ thông thời gian mà thôi nàng chính là kẻ hèn nhát, tựa như trong ngõ hẻm cứu người một lần kia, tính đến lần kia, nàng đã cứu nhỏ nhân vật phản diện hai lần, không đúng không đúng, còn có xuyên thư ban đầu tới ngày ấy, kia bị đánh rất rượu độc, bấm ngón tay tính toán hẳn là ba lần, ba lần, vì cái gì ba lần bị mình đụng phải, lại mỗi lần đều bị mình trùng hợp giải kết thúc. Nàng chỉ là người bình thường, người bình thường sẽ có nhiều như vậy trùng hợp sao, đổ tam tư đờ đẫn nghiêm mặt, lại nằm trở về, cố gắng bình phục nhịp tim lại thẳng đến trời mau sáng trái tim vị trí mới rốt cục khôi phục bình thường người cũng chầm chậm ngủ thiếp đi nàng chính là người bình thường không có cái gì sứ mệnh cùng nhiệm vụ chỉ cần quá tốt cuộc sống của mình là được đỉnh lấy mắt quần thâm đổ tam tư rốt cục tỉnh giờ phút này bên ngoài rau hàng người bán hàng trong đều đã rời đi thời gian hơi trễ nhưng bởi vì chuyện tối ngày hôm qua quán rượu không có mở cửa trái phải người cũng không thấy phải kỳ quái hơn phân nữa là trong tiệm đồ vật bị kia trương đại đập hư, bọn hắn nghĩ, thật sự là đáng thương, lúc này mới gầy dựng mấy ngày a, à, liền rước lấy như thế cái bực mình thân thích, đổ tam tư mơ màng đi ra ngoài, mới đi xuống cầu thang liền bị kỳ quan ôm lấy tay, lão bản nương lão bản nương. Chúng ta bây giờ ra ngoài sao, đổ tam tư xem xét, vương câu cùng chu đáng đáng thế mà tất cả đứng lên, quán rượu cũng bị quét dọn tốt, ba người cũng đều xuyên quần áo mới, giày mới, trong mắt lóe ngôi sao đồng dạng, vải linh vải linh, bọn hắn để đổ tam tư nhớ tới mình đã từng đợi qua cô nhi viện, được rồi, không nghĩ, trước cho bọn hắn đem ngủ địa phương thu thập ra tới, trước không vội, đổ tam tư một phút tay áo, trước tiên đem các ngươi công việc trong phòng cũ đồ vật đều dời ra ngoài ném, tỉ tỉ cho các ngươi mua mới, tỉ tỉ, đổ tam tư không đợi ba người phản ứng, liền kéo mảnh vải che kín mũi, cầm cây chổi tới, đáng tiếc không phải đất xi măng. Cái này nếu là xi măng a à, xi si măng đỗ tam tư trong đầu xẹt qua một cái ý nghĩ còn chưa kịp thành hình liền bị chu đáng đáng một tiếng cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm hấp dẫn lực chú ý lão giúp nương vậy vậy chúng ta có thể gọi ngươi là tỷ tỷ sao đỗ tam tư hoàng hồn thấy ba người mặt đỏ lên lo lắng bất an nắm bắt quần áo mới bọn hắn bởi vì mạo hiểm đi quá giới hạn mà cảm thấy hoảng sợ lại bởi vì giấu trong lòng giả tâm mà trở nên co rúng lại bọn hắn mới mười một mười hai tuổi mình 15, gần 16, làm tỷ tỷ cũng không có gì, dù sao tất cả mọi người là cô nhi, ừm, gọi đi. Đỗ Tam Tư chớp mắt cười khẽ, dù sao chúng ta đều là không cha không mẹ hài tử, sau này có ta ăn một miếng, liền sẽ không ngắn các ngươi, ba người lập tức vành mắt đều đỏ, chỉ có giống bọn hắn dạng này, trải qua ăn xin, lừa bán, ẩu đã người mới biết. Có một cái nguyện ý đối với mình tốt thân nhân là quan trọng cỡ nào, tỷ tỷ, ừ, từng, tỷ tỷ nghe thấy, tỷ tỷ, nhanh đi cầm cây chổi, trương đại ngủ qua đồ vật đổ tam tư nhìn đều không muốn xem một chút, dứt khoát để bọn hắn liên tiếp ván giường đều mang ra ngoài, phòng bên trong thổ địa bàn đổ tam tư nhìn qua một chút, dù không nói gì, trong lòng cũng đã đang suy nghĩ xi si măng cách làm, dù sao nàng còn làm qua hai tháng xi si măng công, cũng không biết mang theo đất sét đá vôi nơi nào có, đoán chừng qua mấy ngày còn phải ra lội thành, đổ tam tư cười hì hì, mang theo ba đứa hài tử đi trước một nhà xuyên tiệm cơm ăn cơm. Đông Kinh mộng hoa lục, có chở, càng có xuyên tiệm cơm, chọn ưu tú cắm thịt mặt, lớn út mặt, lớn nhỏ bôi thịt, đào cắt út thịt, tạp sắc sự kiện, sinh quen nấu cơm. Càng có nam quán ăn, lại có bầu canh cửa hàng. Đủ kiểu hô tác, lâm an tiệm cơm cùng tử lâu đồng dạng nhiều vô số kể, có quán rượu lịch sử lâu đời, ngày đêm không thôi, mở cửa lại có hơn ngàn người ở bên trong, một ngày thu đấu vàng không đáng kể. Đỗ Tam Tư rất điệu thấp, mang theo ba đứa hài tử núp ở trong một cái góc ăn mì cùng bánh thịt, hâm mộ nhìn xem đối diện đại tử lâu, lại sinh không ra mảy may đố kỵ tới. Nàng biết bản lãnh của mình, nàng bây giờ, cũng không có cái này tự tin có thể mở ra như thế lớn tử lâu tới. Tỷ tỷ, vương câu trung thực hỏi, khoảnh khắc bùng bổ vách tường, chỉ sợ muốn đi cầu thành phố đường phố miệng tìm một chút thợ thủ công, nghe nói kia vật liệu có cây trúc cùng phiến đá, vật liệu gỗ, chúng ta muốn dùng cái gì a? À? Chu đáng đáng gõ đầu hắn, cảnh cáo nói, đừng. Chúng ta kia phòng có thể sử dụng cái gì tốt, mặt đất yên ổn bình chính là, đương nhiên dùng một, là nên dùng một, đổ tam tư kẹp khối thịt cho bọn hắn, thấp giọng nói, chẳng qua muốn dùng nhịn triều tốt một, không phải mùa đông đến, các ngươi sợ là muốn lạnh chết, lại tại góc tường xây một cái lò sưởi trong tường, ân. Dường nha, liền xếp thành giường, phía dưới có thể châm của nhóm lửa, ngủ cũng không sợ lạnh, kỳ quan có chút bất an, chỉ sợ kia thợ hồ người muốn lừa đảo đâu. Đỗ Tam Tư sờ sờ mình cất bạc, không nhiều, nhưng hẳn là đủ dùng, liền cắn răng cười một tiếng, không sao, chờ chút chúng ta còn phải mua chăn bông, nhanh bắt đầu mùa đông, cũng nên thêm kiện quần áo mùa đông không phải, về phần tiền. Cuối cùng sẽ kiếm về mà, bị đói mình cũng không thể bị đói hài tử A, Đỗ Tam Tư mặt không đổi sắc, Bên ngoài người đến người đi, phòng cháy lâu tiểu lại chạy nhanh chóng, không biết cái kia gia đình lại đi nước, Đỗ Tam Tư nhìn xem tây tấn bản nhân viên chữa cháy, âm thầm thở dài, kỳ thật cổ đại cũng rất cốt lẫn vào, cứ như vậy, bốn người một cái buổi chiều đều hao phí tại tìm thợ mộc, lấp tường đất, bổ đồ nội thất bên trên, hết thảy đều bận bịu quá. Thời gian không nhiều, tăng giờ làm việc làm xong, trời đều nhanh đen, đa tại lão sư phó, đây là các ngươi công thù đỗ tam tư thấy thợ hồ người niên kỹ không nhỏ có bao nhiêu cho một lượng bạc trời đã muộn ta liền không lưu các ngươi kỳ quan đi phòng bếp cầm chút thịt bò tới thợ hồ người được sủng ái mà lo sợ còn rất ngượng ngùng cái này cái này thật lãng phí đều là hẳn là hẳn là dù nói như thế nhưng hắn tay lại đem bạc nắm rất chặt đỗ tam tư lúc trước một người lẻ loi hiu quạng kiếm tiền trả về mớm cô nhi viện rất có mấy phần yêu bần tích nhược tâm tư không có chọc thủng nhưng thợ hồ người thu thịt bò sau lại cho nàng xá một cái, thận trọng nói, cốt đông gia, tiểu lão nhân muốn hỏi một chút, ngài kia. Dừng cách làm, ta sư đồ hai cái có thể hay không? Hắn muốn nói lại thôi bộ dáng quả thực không nên quá quen thuộc, đỗ tam tư cười thầm gật đầu, tam nương là bán rượu, cũng không làm kia bày ngói tu phòng sự tình, ngài nếu dùng được cái này biện pháp, liền dùng chính là, lão nhân gia không kìm được vui mừng, rất tốt rất tốt. Cốt đông gia thiện tâm, về sau có cái gì công việc cũng xin đừng nên quên tiểu lão nhân đuổi hai cái sư đồ đỗ tam nương quay đầu nhìn lại trên mặt đất còn đặt vào một cái trương nhỏ mà kia ba đứa hài tử đã tiến vào rực rỡ hẳn lên công việc trong phòng vui chơi nàng buồn cười đem cái trương cầm đi vào nơi này đầu đều là bút mực giấy nghiêng bàn đọc sách đến mai đưa tới chính các ngươi bái phỏng tốt đệm giường đều là mới hôm nay mình đi phòng vệ sinh toàn thân cao thấp tẩy qua một lần mới chuẩn lên giường biết sao biết tỷ tỷ. Kỳ quan làm cho nhất là lớn tiếng, ông chính mình màu xanh sẫm mới gối đầu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đổ tam tư đem cái trương buông xuống, biết ba người bọn hắn trong thời gian ngắn cũng không an tĩnh được, phối hợp tiếng phòng bếp chuẩn bị cơm tối, ai ngờ đúng lúc này, quán rượu cửa đột nhiên bị ba 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 gõ vang, đoạn phó thanh âm khàn khàn bên ngoài vang lên, còn làm bộ khóc thúc thiết, tam nương tử. Tam nương tử cứu mạng A. Ngươi nhanh mau cứu thiếu gia nhà ta đi hắn, hắn sắp chết a à. ta không sai, đoạn gia từ đường, phong thanh rít gào gấp, u ám sắc trời bao phủ lâm an, đèn lồng như mắt chiếu sáng bàn đá xanh lát thành con đường phía trước, trương khánh tại cửa ra vào đi tới đi lui, thần sắc cháy bỏng, mấy lần muốn đẩy cửa đi vào, lại đều bị người cản lại, không thể đánh, tuy chỉ dậy qua hai ngày, nhưng đến cùng cũng coi là đệ tử của mình, trương khánh thực sự nghe không vô, tiếp tục đánh xuống, người liền thật muốn chết, trương huy thở dài, cái này nhỏ nha nội rõ ràng chỉ cần nhận cái sai liền tốt, vì cái gì chính là không chịu nhả ra đâu, Trương Khánh hừ lạnh, lỏng cái gì miệng. Ngươi nhìn hắn luyện võ thời điểm bị ta đánh mấy quyền, nhưng có kêu lên một tiếng đau nhất. Sao chúng ta trong quân ngũ những huynh đệ kia đều muốn kiên cường, kỳ thật hắn cũng không có làm gì sai, Trương Huy thần sắc cổ quái, chính là. Khục, chính là hẳn là cổng người điểm, ba, lại là một roi, Trương Khánh nghe đều tê cả da đầu, nhưng thụ hình người nhưng như cũ con vịt chết mạnh miệng, ta không sai, hỗn tiểu tử này. Trương Khánh tức giận đến giậm chân, Trương Huy gặp hắn lại muốn đi tới đi lui, nhịn không được lên tiếng, ngươi đừng vội, chân chính gấp ở bên trong ngồi đâu. Ngươi mới không có nhìn thấy. Khi tri phủ đại nhân hồn đều sắp bị rút không có, hai người liếc nhau, cùng nhau thở dài, trong từ đường, đèn đuốc sáng trưng, hàng kiếm tay hơi tê tê, công tử, còn muốn tiếp tục không? đoạn cửu toàn thân phát lạnh, nhìn lên trời trong giếng nghi tử đầu đầy mồ hôi lạnh, nửa người máu tươi, hai chân gần như như nhũng ra, không thể tiếp tục. Thế bá, đổng thanh băng lãnh thanh âm vô tình như đau, thế bá thân là phủ doãn, làm càng hiểu cố tình vi phạm ra sao sai lầm, thế nhưng là, thế nhưng là hắn còn nhỏ, đoạn cửu thanh âm càng giọng, về sau sẽ dạy hắn, không được sao. Đổng thanh bình tĩnh nghệ hắn một chút, hắn đã 17, không nhỏ, đoạn cửu mặt xám như tro, tiếp tục đánh xuống, hắn sẽ chết. Là ta không biết dạy con, nuôi không dạy, lỗi của cha, là ta, là ta muốn hắn hoàng khố, là ta để hắn quyến cùng, đều là ta, đến đánh ta a. À. đoạn cửu răng rung lên, như muốn rơi lệ, đổng thanh thở dài, nhìn về phía trong viện, thiếu niên khoanh tay cánh tay, trước một thất thụ thương cô Lan, cung lên lưng bên trên đã thụ ba mươi nhi roi. Tại cái này ba mươi hai roi trước, hắn đã ở đây quỳ rồng rã một ngày không phép tắt không thành phương viên, Đổng Thanh ánh mắt phức tạp, thiếu niên có thể kiên trì đến bây giờ, thực sự có chút vượt quá dự liệu của hắn, hắn đi vào trước mặt thiếu niên, ngồi xổm người xuống đi, nhu mà chìm tơ lộ áo trắng xuất hiện nhiều lần gợn sóng đường vân, nhẹ giọng nói. Tam Lan, ngoan một điểm, nhận lầm, không nên ép ta, đoạn Tam Lan hút lấy khí lạnh cười lạnh, giống một thất vĩnh viễn không biết trả rời cùng nhận bại sói, xinh đẹp ánh mắt sắc bén bên trong vàng vện tia máu hung hăng trắng răng, ngươi dựa vào cái gì quản ta? Ngươi, hụt, là người thế nào của ta? Đổng thanh nguy hiểm nheo lại mắt, thanh minh trong con ngươi túc lạnh âm trầm, bỗng nhiên nắm hắn trầm tam lang. Bằng ủng cố luật pháp đầu này, ta liền nên giết ngươi, cho ngươi một cái cơ hội nhận lầm, ngươi muốn trân quý, không muốn ngỗ nghịch, sói con mắt đỏ, ánh mắt cuộc cường bất khuất, ta nói ta không sai, ta không sai, ta không nhận, Đổng Thanh quả thực có chút đâm lao phải theo lao, hắn đứng người lên, chỉ có thể hạ lệnh, tiếp tục, không đánh tới hắn nhận lầm, không cho phép dừng tay. Chương 24 ta nhận sai, điên rồi. Đỗ Tam Tư cảm thấy toàn bộ thế giới đều điên rồi, Tiểu Vai Ác cư nhiên vì nàng giết người. Nam Chính hiện tại còn muốn sát Tiểu Vai Ác. Cốt truyện vòng đi vòng lại cư nhiên lại về tới tiểu thuyết mở đầu, này mẹ nó, tuy là Đỗ Tam Tư lại có thể ẩn nhẫn lúc này cũng nhịn không được muốn mắng câu thô khẩu. Hôm nay phạt quỳ thời điểm lão gia khuyên thiếu gia nhận sai, còn đánh thiếu gia vài bàn tay, nhưng thiếu gia chính là không mở miệng. Tới rồi buổi tối động tướng công mới dẫn người đi vào cái, liền hỏi hắn rốt cuộc sai không sai, nhưng thiếu gia thiên nói không sai, động tướng công khó thở, khiến cho hàng kiếm lấy roi trừ. Ta ra tới thời điểm lão gia cũng vô pháp, động tướng công sợ là có đại địa vị, lão gia cầu tình cũng chưa cực dùng, còn phản bị động tướng công trách cứ một phen, khác tiểu nhân cũng không nghe hiểu, liền nghe được một cái dạy con vô phương, cũng cố thánh ân gì đó, thiếu gia phía sau lưng tất cả đều là huyết, tất cả đều là huyết, đổ tam tư chạy trốn thở hỗn hển, vội vàng bên trong còn muốn nghe đoạn phó nói chuyện, trong đầu thật giống như trang cái đánh nghiêng hồ nhảo thùng, lại là mê mang lại là khiếp sợ, tiểu vai ác vì nàng mau bị đánh chết, này quả thực, quả thực tựa như một cái chê cười. Đỗ Tam Tư không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu, Đoạn Tam Lang vì cái gì phải đối ta tốt như vậy? Đoạn Phó ngẩn ra một chút, hét lớn, tam nương cái này kêu nói cái gì? Thiếu gia vốn dĩ chính là cái bên vực người mình người, hơn nữa thiếu gia cũng không phải lần đầu tiên đối với ngươi hảo, kia còn không phải thích ngươi, thích? Đỗ Tam Tư suýt nữa một cái lão đảo, không có khả năng, nàng quả quyết phủ định, căn bản là không suy xét quá cái này khả năng, ở nàng trong lòng có lẽ kia tiểu vai ác chẳng qua là cảm thấy nàng đáng thương, hơn nữa chính mình lại cứu hắn vài lần, lại bất quá chính là thích nàng rượu, hắn sao có thể thích chính mình đâu. Chính mình như vậy bình thường, hắn sinh đến như vậy hảo, có chỗ nào đáng giá hắn thích, đoạn phó còn có chút căm giận bất bình, nhưng xem đổ tam tư tốc độ không giảm, trong lòng sốt ruột, cũng chưa nói cái gì, bất quá một lát, hai người liền hự hự mà chạy tới đoạn phủ, đoạn gia đại môn rộng mở, sư tử bằng đá trang nghiêm đe dọa quá vãng người đi đường, nhà góc cạnh rõ ràng, đình đài tinh xảo tú lệ, đột nhiên, đỗ tam tư dừng lại bước chân, nàng có thể làm gì? Nàng vừa nghe đoạn tam lan bị đánh đến sắp chết liền vội vội vàng vàng chạy tới, nhưng nàng lại đây làm gì đâu? Nàng chính là cái người thường, nên như thế nào cứu người, tam nương tử, ngươi như thế nào dừng? Đoạn phó nôn nóng mà thúc giục, đổ tam tư mờ mịt mà nhìn hắn, ta ta chính là suy nghĩ, ta nên như thế nào cứu người. Cứ như vậy xong vào sao, đoạn phó bị những lời này nghẹn một chút, sửng sốt một lát, liền hắn đều bị hỏi kẹt, liền tri phủ lão gia đều khuyên bất động đoạn tam lang, đổng thanh roi hầu hạ cũng không thể kêu kia tiểu vai ác nhã ra, đổ tam tư có thể chứ, dù sao cũng phải thử xem đi. Đoạn phó đỏ mặt, có chút thở hổn hển không cam lòng, tới cũng tới rồi, tam nương tử nếu là chịu khuyên một khuyên, việc này lại là vì ngươi, ngươi mở miệng thiếu gia nhà ta như thế nào cũng đến nghe một chút lần trước từ hôm thời điểm thiếu gia không phải nghe ngươi sao đỗ tam tư lại không có giống hắn như vậy tự tin tương phản không biết từ nơi nào sinh ra tới ý tưởng nàng ngược lại cảm thấy chính mình đi khuyên chỉ sợ nhất vô dụng khi tiểu vai ác dù sao cũng là vì chính mình hết giận hoặc là mặt khác cái gì lý do đều hảo điểm xuất phát vẫn là bởi vì chính mình có lẽ ở trong mắt hắn chính mình chính là hắn chưa từng kết minh đồng bọn chính mình mở miệng khuyên hắn nhận sai, khi cùng phản bội hắn có cái gì khác nhau, không được, đến khác tưởng cái thỏa đáng biện pháp cứu người. Đỗ Tam Tư trầm ngâm một chút, nhưng đoạn phó cũng đã không có kiên nhẫn, trực tiếp túng nàng liền hướng trong đi, ai nha ngươi đừng trì hoãn. Dù sao cũng phải đi trước đi, Đỗ Tam Tư bị xả đến một hoảng hốt, trái tim lại thình thịch mà nhanh hơn nhảy lên, càng về sau đi càng thêm dồn dập, tựa như trống trận mật la, xét đánh len ken một trận loạn hưởng, dạo đến nàng đầu óc ngất đi chẳng lẽ chính mình xuyên qua đến thế giới này chính là vì không ngừng cứu vớt tiểu vai ác nhưng nàng nào có lớn như vậy năng lực muốn giết hắn chính là đương kim thái tử đỗ tam tư thất tha thất thểu đoạn phủ hạ nhân đều đổ ở hành lang hai bên thăm dò thấy nàng thời điểm đồng thời kinh ngạc một chút tụ ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ không biết như thế nào kia ánh mắt cổ quái còn mang theo hơi hơi khiển trách ta đi như thế nào đột nhiên có loại bị hồng nhan họa thủy cảm giác đỗ tam tư xấu hổ rất nhiều còn có chút thất thần cho đến giờ phút này nàng như cũ không có gì tiểu vai ác vì chính mình giết người hết giận chân thật cảm cho đến tới rồi từ đường phía trước đỗ tam tư còn hoảng hốt mà nghĩ đến này từ đường chính là một nhà tông miếu người ngoài đi vào sợ không phải phải bị quát lớn đi ra ngoài đi sau đó hắn liền nghe thấy được đoạn cửu khàn cả giọng gào rống con của ta ngươi liền nhận cái sai đi đương cha cầu ngươi được chưa, ta không sai. Ta không nhận. Cha, ta cũng không tin. Hắn thật dám đánh chết ta, Tam Lan. Đoạn cửu thống khổ bất kham, ngươi đây là muốn bức tử cha a? đổ tam tư cả người chấn động, hơi hơi mở to hai mắt nhìn, thể hồ quán đỉnh giống nhau, bỗng nhiên thanh tỉnh lại đây, ta không sai, đoạn tam lan thanh âm mỏng manh, nghiến răng nghiến lợi mà một chữ một chữ ra bên ngoài phun, Đỗ Tam Tư giống như nghe thấy được ở núi sâu kêu trên cô lang, kéo vết thương chồng chất thân thể, như cũ không quên hướng về ánh trăng kêu gào, bang, roi dài phá không, bổ ra chết quang, đừng, đừng đánh. Đỗ Tam Tư đầu óc nóng lên, bỗng nhiên xông ra ngoài. Đoạn phó bị mang đi phía trước một phát, trực tiếp quăng ngã cái cẩu gặm bùn, Chu Huy theo bản năng liền phải ngăn trở, lại bị Chu Khánh bất động thanh sắc mà duỗi chân một vướng, cũng trực tiếp quăng ngã cái trước mắt biến thành màu đen chu khánh chân hoạt chu huy người cái ăn cây táo rào cây sung cẩu đồ vật len ke một tiếng từ đường đại môn mở rộng một cổ hỗn loạn mùi máu tươi gió lạnh ập vào trước mặt đỗ tam tư thiếu chút nữa ngã cái té ngã tài đi vào miễn cưỡng đứng lại thân thể nhất định tình lại bị trước mắt một màn sợ tới mức đảo hút khẩu khí lạnh giếng trời ở giữa đỗ tam lan thân thể cuộn tròn ở bên nhau phi dương ương ngạnh thiếu niên giờ phút này giống như từ vũng máu vớt ra tới trẻ con thảm không người sắc mặt liền ngã dựa vào lạnh băng trên mặt đất, tóc dài như yêu, diễm sắc như quỷ, cái kia thiếu niên, cái kia không ai bị nổi, ngang ngược kiêu ngạo điêu hoa thiếu niên, đã là hơi thở thoi thóp, đừng đánh, không kịp nghĩ nhiều, Đỗ tam tư cả người tê dại, dũng khí toàn thân sức lực vọt qua đi, đem vi lăng hàng kiếm đẩy ra, quỳ gối thiếu niên bên người, hai tay lại không biết nên đi nơi nào phóng, như thế nào nhiều như vậy huyết, Đỗ tam tư nhìn trên mặt đất chảy xuôi máu tươi, lại là không rét mà run hoảng hốt thất thố mà duỗi tay chạm chạm thiếu niên gương mặt lãnh lãnh đến không có một tia độ ấm các ngươi làm gì a à? vành mắt đỏ lên đổ tam tư nước mắt tràn mi mà ra hắn là người hắn là người a à? như thế nào có thể như vậy hàng kiếm không tiếng động mà đứng ở một bên không có lại tiếp tục đoạn cửu giật mình chợt nhân cơ hội này đẩy ra hai bên người đột nhiên đối với kia từ đường phía trước đứng sắc mặt đồng dạng không thế nào đẹp người quỳ xuống, con ta đã biết sai rồi, cầu công tử phóng hắn một con ngựa. Sau này, sau này ta sẽ hảo hảo dạy dỗ hắn, công tử tha hắn đi. Ngươi đây là muốn ta đoạn tử tuyệt tôn A, Đổng thanh biểu tình lạnh băng, nhấp chặt khóe miệng châm chọc một chọn, đừng, cầu hắn, đoạn cửu cứng đờ, đoạn tam lang lại vẫn có ý thức, trên người hắn quần áo đã bị đập nát, tinh luyện trên sống lưng tất cả đều là vết roi, đổ tam tư đôi tay rung lên, xem thiếu niên muốn ngồi quỳ lên, khục kịch thật cẩn thận mà duỗi tay dìu hắn, ngươi đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Miệng vết thương lại đổ máu, ngươi tới nơi này, làm gì? Đoạn tam lan gân xanh tuôn ra, bị mồ hôi lạnh ướt đẫm thái dương nhan sắc dữ tợn, thấp thở gấp nâng nâng đầu, đi, đừng ở chỗ này, mất mặt, mất mặt, đổ tam tư lắc đầu, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng, thẳng đến thấy đoạn tam lan kia thảm thiết bộ dáng, nàng mới phát hiện chính mình phía trước ý tưởng có bao nhiêu thiên chân cũng mới nghĩ mà sợ lên chẳng lẽ nguyên cốt truyện phát sinh sự tình cuối cùng vẫn là tránh không khỏi sao chính là chính là nàng không nghĩ hắn chết ta không đi ngươi ngốc a à, đổ tam tư nước nở nói ngươi chẳng sợ rải cái lừa gạt lừa hắn cũng hảo a à. ngày khác trả thù trở về cũng hảo sao đó là nam chính là đông cung thái tử lúc trước nàng cho rằng ôn tồn lễ độ đều là biểu giống hắn hiện tại muốn giết người là có thể trơ mắt nhìn mấy ngày trước còn ở chính mình bên người thiếu niên bị trừ đến huyết nhục mơ hồ, là nàng quá ngây thơ rồi, mọi người nghe một trận bất đắc dĩ, ngay cả Đổng Thanh đều nhịn không được đỡ đỡ tráng, Đoạn tam lan thế nhưng cười, trừu khí lạnh, bỗng nhiên dựa vào đổ tam tư trên vai, bổn thiếu gia, một lời đã ra, tứ mã nan truy, tê. Càng không như hắn nguyện, hừ, đổ tam tư. Đổ tam tư cũng muốn đánh hắn, ngươi chịu thua có thể thế nào? đỗ tam tư khí khóc đoạn tam lang bất mãn mà nhíu nhíu mi nhắm hai mắt cười lạnh càng không có bản lĩnh đánh chết lão tử đổng thanh đã không biết chính mình là lần thứ mấy khí cười lãng phí cả ngày tư nhiên còn không thể làm tiểu sói con nói một cái ta sai rồi không thể không nói đây là hắn từ sinh ra đến bây giờ gặp được miệng nhất ngạnh người tam lang đổng thanh thở sâu ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội ngươi chỉ cần gật đầu ta liền tính ngươi biết sai đoạn tam lan còn chưa thế nào, đổ tam tư trước tiên theo bản năng địa điểm ra ảo ảnh, ngươi đừng ngoan cố, ngươi còn như vậy, về sau, về sau ta không cho ngươi uống rượu, ta không cho ngươi ăn nướng bi bi kêu, ngươi liền điểm cái đầu đi, nhi a, à, ngươi liền gật gật đầu, gật gật đầu liền đi qua, a, à. đoạn cửu hai mắt đỏ bừng, nắm tay trên mặt đất thật mạnh một tạp, ngươi không cần lại cuộc được chưa, đổ tam tư không dám lộn xộn, sợ động một chút đoạn tam lang liền sẽ đau một chút đêm đã khuya phong tất trời giá rét đổ tam tư gầy yếu hai cánh tay nơm nớp lo sợ mà hư hư đặt ở đoạn tam lang hai sườn thanh âm mang theo khóc nức nở tam lang tam lang ta kêu ngươi tam lang ngươi nhận cái sai đi được không đoạn tam lang nhíu mày nắm tay hơi hơi buộc chặt một cổ máu tươi theo cánh tay đi xuống lưu nhiễm hồng trắng nõn mu bàn tay không ngươi gàn bướng hồ đồ động thanh tức giận đẩu trầm đột nhiên cấp hàng kiếm đưa mắt ra hiệu tiếp tục đổ tam tư đồng tử co rụt lại xoát địa nhìn về phía đổng thanh lại bị kia hai mắt bình tĩnh cùng lạnh băng hải đến cả người lạnh cả người hắn đây là muốn giết người điện công tử hàng kiếm cánh tay rung lên không thể đánh hắn hiện tại vô cùng hối hận liền không nên đem đêm qua sự tình nói cho điện hạ nghe người nếu là thật sự bị hắn đánh chết hắn gương mặt này cũng cũng đừng muốn ta nói tiếp tục bóng đêm ở trên mặt hắn phút một tầng tối tăm, Đổng Thanh nhắm mắt lại, đánh, không. Không thể đánh. Đỗ Tam Tư rống to, Đổng Thanh bỗng chốc trợn mắt, ánh mắt vô tình, nhìn về phía Đỗ Tam Tư. Đỗ Tam Tư sợ tới mức sắc mặt tuyết trắng, Thanh âm nháy mắt mềm, đánh run run nói, đừng đánh, lại đánh hắn sẽ chết, cái kia, cái kia trương đại vốn dĩ chính là người xấu, ta. Ta mới là khổ chủ, là ta muốn hắn chết, ta còn trang quỷ dọa hắn, ngài ngài không thể đem trách nhiệm toàn đặt ở tam lan một người trên người đoạn cửu khóe mắt tẩn nứt thần dạy dỗ vô phương nếu muốn phạt thần cũng có trách nhiệm hàng kiếm xấu hổ thật sự như thế nào giống như bọn họ ngược lại thành ý thế hiếp người ác nhân đổng thanh lại một lần bị khí cười hắn trong lòng nôn nóng trên mặt lại là càng thêm bình tĩnh đại nhân với quốc có công thân phụ chiến tích không đến bị phạt còn thỉnh một bên tỉnh chờ chính là đến nỗi các ngươi tiểu sói con tầm mắt như đao âm u mà nhìn lại đây, là ta một người làm, cùng nàng không quan hệ, Đổng thanh trong lòng vừa động, khiếp khiếp mắt, ta xem tam nương nói được cũng không sai, nếu như thế, vậy cùng nhau phạt đi, cái, đoạn cửu thất thanh, không thể, Đổng thanh hừ lạnh, không có gì không thể, hàng kiếm, tiếp tục, hàng kiếm bất đắc dĩ, chỉ có thể chậm rãi dơ lên roi, đoạn tam lan nhất thời nóng nảy, nâng lên cánh tay muốn đẩy ra đổ tam nương. Ai ngờ, khi mảnh mai khiếp đảm thỏ con lại đột nhiên đem hắn ấn ở trên mặt đất, dùng toàn bộ thân thể che ở nàng phía sau lưng, hàng kiếm ánh mắt một ngưng, bỗng nhiên minh bạch cái gì, roi dài như điện, như mảnh xà xuống phía dưới hất đuôi mà đi. A! À. Khụ, đổ tam tư hét lên một tiếng, ngay sau đó thanh âm đột nhiên im bặt, như là đau hôn mê bất tỉnh. Hàng kiếm, ngươi con mẹ nó! Đoạn Tam Lan trường lớn đôi mắt, đột nhiên giãy dụa lên, hàng hàng kinh xúc kêu, đừng đánh, đáng chết! ta nhận sai. Biểu ca. Ta kêu ngươi thân ca, ta biết sai rồi còn không được sao. Đừng nhúc nhích nàng, ta nhận sai, thiếu niên ngạo sương đấu tuyết, cuối cùng là trước một bước thấp đầu, chương 25 ngươi uy hiếp ta, kia roi lại không đánh trúng ngươi. Ngươi hạt kêu to cái gì, chính ngọ trên cao, đoạn phủ hậu viện, một tiếng gào rống chấn động trời cao, đổ tam tư khóc không ra nước mắt, lắp bắp mà nói, ta kia không phải cho rằng đánh trúng sao, ai biết hàng kiếm chỉ là hư hoãn nhất chiêu, lại nói, ta cũng là vì cứu ngươi, ta con mẹ nó yêu cầu ngươi cứu. Đoạn tam lan sắc mặt nhăn nhó, ta đó là đoan chắc hắn không dám giết người. Ngươi cho rằng cha ta thật là ăn chay sao? Bổn thiếu gia gương mặt này đều làm ngươi mất hết, đổ tam tư ủy khuất, roi rơi xuống thời điểm, là người đều sẽ sợ hãi sao, nàng chính là phản xạ có điều kiện như vậy kêu một tiếng, nào biết đoạn tam lan cư nhiên dứt khoát lưu loát mà nhận thua đổ tam tư chớp mắt, hậm hực xúc ở một bên, đoạn tam lan trừng nàng mười mấy giây, cuối cùng vẫn là đồi bại mà lau mặt. Thật là phục ngươi rồi, liền ngươi kia hai lượng thịt còn tưởng cứu người, quy ro nhân gia đều ngại khái sầm, lần sau cấp bổn thiếu gia lăng xa một chút, đừng tới ngại chuyện của ta, nha. Nào còn có lần sau a, à, lần này đều mau dọa rớt nàng nửa cái mạng, trong phòng khôi phục lặng im, mùi máu tươi tàn lưu khó nghe, đoạn tam lan buông tay, vô ngữ mà nhìn nàng một cái, quy, làm gì, ngươi hôm nay không khai trương, đỗ tam tư nhìn xem ghé vào trên giường đoạn tam lan, thiếu niên nửa người bọc dược bố, cánh tay cơ hồ nhìn không thấy làn da, ngay cả trên cổ truyền một vòng, chỉ có gương mặt kia xinh đẹp trắng tinh bảo hộ đến tương đương hoàng mỹ, ngay cả trên mặt quyến cùng diễn lệ đều phi thường hút tình, đỗ tam tư ánh mắt mơ hồ, trong tay phủng một ly trà lạnh, ngày mai rồi nói sau, ta có điểm mệt mỏi. Ngày hôm qua nàng là thật sự bị dọa tới rồi, cần thiết xác định thiếu niên không có sinh mệnh nguy hiểm mới có thể rời đi không phải nàng đối động thanh người này không tín nhiệm mà là nàng sợ thiếu niên bởi vì bị lừa gạt hôm nay lại cùng đổng thanh nháo lên kia không phải còn phải chịu chết trải qua quá đêm qua sự đỗ tam tư không thể không thừa nhận tiểu thuyết nhân thiết vẫn là không có băng hết thảy chỉ là chính mình phạm vào kiến thức hạn hẹp sai lầm mà thôi đoạn tam la nghiêng đầu dựa vào gối đầu thượng lẳng lặng nhìn chầm chầm nàng hai mắt đột nhiên cười lạnh ngươi có phải hay không cảm thấy ta chán sống, đúng vậy. Đỗ Tam Tư phản xạ có điều kiện gật đầu, đoạn Tam Lan, không đúng không đúng, tao, một không cẩn thận lại miệng gáo, đón nhận thiếu niên hung ác nham hiểm ánh mắt, Đỗ Tam Tư vội vàng sửa miệng, ta là nói, ta đương nhiên không phải nghĩ như vậy, đoạn Tam Lan giống như mỗi lần đều có thể thấy rõ nàng túng bao biểu tượng hạ nói không lựa lời, vương ra ngón tay, ngoé một cái, ngươi lại đây, không, Đỗ Tam Tư trực giác qua đi không chuyện tốt, ngươi dám bất quá tới. Đoạn Tam Lang mắt phượng trừng, sắc bén dọa người. Nhưng Đỗ Tam Tư lại phát hiện chính mình một chút đều không sợ hãi, cũng không biết vì cái gì, cư nhiên còn cười hì hì chớp mắt nói, ngươi hiện tại lại không động đậy, ta liền bất quá đi. Đoạn Tam Lang thở sâu, lúc này mới bao lâu? Ái khóc thỏ con cư nhiên dám đảm đương mặt trào phúng hắn, ngươi thật cho rằng ta không động đậy? Đoạn Tam Lang cong môi nếu không phải kia một thân chật vật nụ cười này quả thực xưng được với làm người trước mắt sáng ngời bất quá bị kia băng vải một sấn liền thấy thế nào như thế nào có loại chẳng ra cái gì cả buồn cười cảm đỗ tam tư nhẫn cười tưởng đỏ mặt đoạn đại nhân nói ngươi nếu là dám lộn xộn xả miệng vết thương quay đầu lại liền thỉnh hàng kiếm bọn họ tới chiếu cố ngươi đoạn tam lang này tin tức lệnh người hít thở không thông đỗ tam tư dương dương tự đắc vuốt mũi cười trộn đúng lúc này cửa mở một đạo bạch sắc nhân ảnh từ bên ngoài tiêu tiêu sái sái mà đi vào tới khóe môi treo lên ôn nhuận tươi đẹp cười quý khí thiên thành vừa tiến đến liền cho người ta một loại tôn đủ quý trọng bồng tất sinh huy ảo giác đỗ tam tư nhịn không được muốn tán thưởng tiền đề là người này không phải nam chính nói mới vừa rồi còn nói không tới gần đỗ tam tư đột nhiên đứng lên ba bước cũng làm hai bước trực tiếp ngồi xuống mép giường ta lại đây ngươi muốn nói gì đoạn tam lan sửng sốt một chút nghiêng cổ xem nàng ánh mắt nhất thời ý vị sâu xa, trong lòng hỏa khí lập tức tiêu, có loại lấy nàng không thể nề hà thất bại cảm, hắn trợn trắng mắt, trực tiếp quay đầu, kéo động miệng vết thương, khóe miệng vừa kéo, tê. Bổn thiếu gia muốn ngủ, người không liên quan đừng vội quấy rầy, Đổng thanh bước chân hơi đốn, cười như không cười mà nhìn hắn, tối hôm qua mới kêu ta thân ca, hiện tại ta liền biến thành người không liên quan, đoạn tam lang vùi đầu vào gối đầu, quả thực không nghĩ nói với hắn lời nói, chỉ là không nhẹ không nặng mà chuồn ra hai chữ, đã quên, Nga. Như vậy a, à, Đổng Thanh tiếc núi mà lắc đầu, vốn dĩ ta cũng có cái trương đại tin tức muốn nói cho ngươi, nếu ngươi không muốn nghe, ta đây vẫn là, từ từ. Đoạn tam lan oán hận trừng mắt nhìn mắt giường nội tím màng lộ xanh, đem đầu lại xoay trở về, lạnh mặt nói, nói, đổ tam tư táp lưỡi, đoạn tam lan tính tình này thật là nhớ ăn không nhớ đánh, đều thiếu chút nữa chết ở từ đường, cứ nhiên còn có thể như vậy kiên cường, vạn nhất nếu là hắn biết Đổng Thanh thân phận, không biết có thể hay không còn cùng hiện tại một cái bộ dáng, hẳn là sẽ có điều thu liễm đi. Đỗ Tam Tư thật đúng là không dám xác định, nhưng mà Đổng Thanh dựa vào bên cửa sổ ngồi xuống, lại không có vội vã nói tin tức, ngược lại dù bận vẫn ung dung mà thưởng thức một phen thiếu niên chật vật bộ dáng, như thế như vậy, nhưng thật ra ngoan ngoãn nhiều, "Họa Tào, không hổ là ta đại nam chủ." Tư nhiên dám đùa dẫn tiểu vai ác đỗ tam tư chạy nhanh nhìn về phía đoạn tam lang quả nhiên này tiểu vai ác bị tức giận đến thiếu chút nữa tại chỗ nổ mạnh trên mặt thanh hồng không chừng trăng hàm sau cắn đến thanh khách trung động gian trá tiểu nhân đê tiện vô sĩ ngươi có bản lĩnh chờ thiếu gia ta tu dưỡng hảo lại cùng ta giống nam nhân giống nhau đánh một hồi đổng thanh phục bật cười giống đảo cũng không cần tại hạ chính là nam nhân đến nỗi ngươi sách xem như nam hài đi Đoạn Tam Lang cảm giác sâu sắc hít thở không thông, Đỗ Tam Tư cẩn thận chặt chẽ mà đánh giá hai người ở chung hình thức, phản phất sách vở nhẹ nhàng phiên một tờ, thời gian lại về tới ngày hôm qua trước kia. Đỗ Tam Tư có chút do dự, theo lý thuyết nàng hiện tại hay là nên công thành lui thân, nhưng bước chân chính là không tự chủ được mà bị định ở Đoạn phủ, còn cùng mộng ảo tiểu tinh linh giống nhau cẩn trọng mà ở Đoạn Tam Lang bên người thủ. Đoạn Tam Lang rống lên câu nói kia sau liền trực tiếp bởi vì thân khiên trọng vật, cũng chính là nàng cùng với mất máu quá nhiều hôn mê qua đi đoạn cửu hoảng hoảng loạn loạn mà đem người bối trở về gọi tới phủ y cùng gia đình bận việc hơn phân nửa đêm đỗ tam tư chưa từng gặp qua như vậy nhiều máu nhìn đi vào hỗ trợ hạ nhân cũng mỗi người bị máu loãng nhiễm hồng quần áo mấy độ cho rằng sang năm hôm nay chính là đoạn tam lang ngày dỗ nhưng mà may mắn chính là đoạn tam lang vẫn là ngoan cường mà còn sống tuy rằng bị bao thành một cái bánh chưng mà hiện giờ động thanh thần sắc như thường trên mặt không mang theo chút nào lạnh lẽo, cũng cũng không có trách tội đoạn tam lang thái độ vô lễ, có lẽ là bởi vì giáo huấn qua, cho nên thật sự phiên thiên. Hiện đại nam chủ thông thường là chính năng lượng đại danh từ, Đỗ Tam Tư cảm thấy thế giới này hẳn là cũng là đi nam chủ, chuyện cũ sẽ bỏ qua tâm khoan tựa hải kịch bản, vì thế nàng hậm hực đứng lên, thầm nghĩ chính mình cũng nên cáo từ, này không thân không thích ở nhân gia nam tử trong phòng đãi lâu như vậy vốn dĩ liền dễ dàng nhận người nhàn thoại tuy rằng nói trải qua quá tối hôm qua sự người ở bên ngoài trong mắt hai người cơ bản đã bị trói định ngay cả đỗ tam tư chính mình đều ở trong tối tự phỏng đoán chính mình xuất hiện ở thế giới này có phải hay không chính là vì tới giải cứu nam xứng tới bất quá nàng tự nghĩ không có gì đặc thù kỹ năng càng không có bàn tay vàng có thể tung hoành cốt truyện có thể làm một chút khả năng cho phép sự tình đã là không tồi lại muốn làm khó người khác xác thật có chút lực bất tòng tâm nếu ngươi không có việc gì ta đây tam nương cũng không cần rời đi chuyện này cùng ngươi cũng có chút quan hệ đổng thanh lão thần khắp nơi một câu liền đem người cấp chảy xuống dưới trương đại không chết đổ tam tư sửng sốt đoạn tam lang thề thốt rống to không có khả năng hắn kia một chân tuyệt đối làm vỡ nát trương đại tâm mạch người tuyệt đối không có khả năng còn sống nếu nếu là thật sự còn sống kia hắn ngày hôm qua kia đốn roi chẳng phải là bạch ăn đoạn tam lang thân là một cái rất ít có hại ăn chơi trác táng không thể chịu đựng như vậy ủy khuất. Đổng Thanh cười ngâm ngâm mà đã kích đã kích nói, đoạn cửu phái người đi nhặt xác, kết quả phát hiện trương đại biến mất không thấy, mặt đất còn giữ dấu chân, có thể phỏng đoán là chính hắn sau lại chủ động rời đi. Đoạn tam lan sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ đáng sợ, hoành mắt dục phải rời khỏi đổ tam nương, người trước tiên ở đoạn phủ đợi, không được. Đổ tam tư hoàng hồn, không được. Tiểu vai ác biểu tình khó coi, đổ tam tư câu lấy ngón tay, vội vàng giải thích, ta kia ủ rượu trong phòng còn có rượu tịch thu đâu, hơn nữa kỳ quan bọn họ cũng còn ở trong tiệm, còn có tiểu bạch hai ngày này lại không biết chạy đi đâu, tử quán một đống lớn sự, nàng lại vừa mới khai trương, đang muốn thừa dịp thế làm một đợt đẩy mạnh tiêu thụ, như thế nào có thể thu tay lại, đoạn tam lan nhíu mày, nhất định phải trở về. Hắn trong lòng biệt nữ, cảm thấy chính mình đã biểu đạt đến đủ rõ ràng, này tiểu túng bao như thế nào đều không thông suốt. Đỗ Tam Tư nhạ nhạ gật đầu, ta cảm thấy Trương Đại hẳn là không dám đã trở lại đi. Hắn chỉ cần không ngốc, nên đoán được là chuyện như thế nào. Lại như thế nào sẽ trở về tự tìm khổ ăn đâu, Trương Đại cái loại này tên du thủ du thực, vốn dĩ liền bắt nạt kẻ yếu, đoạn Tam Lan mặt một chút, nói thực ra hắn cũng cảm thấy Trương Đại không quá khả năng trở về tìm phiền toái, trừ phi hắn là thật sự ngại chính mình chán sống. Đỗ Tam Tư cuối cùng vẫn là trở về tử quán, đoạn phó tự mình hộ tống. Đoạn tam lan ghé vào trên giường giận dỗi, thiếu niên sắc mặt trắng thuần, khóe mắt nốt ruồi đỏ chói mắt, trong mắt phản phất nhỏ một giọt máu tươi tắm hỏa thiêu đốt, không vui. Đổng thanh diêu đầu, lời nói thấm thía, người không chết, đối với ngươi là chuyện tốt, ăn qua lớn như vậy giáo huấn, sau này còn nên thận trọng từ lời nói đến việc làm mới là, đoạn tam lan lạnh lùng, a à, một tiếng, tiểu sói con như cũ không cảm thấy chính mình có sai, trong lòng chỉ sợ còn nghĩ nên như thế nào tìm ra trương đại lấy tuyệt hậu hoạn đâu. Đổng thanh liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu tử này tính toán, thở dài, đứng lên, lý lý xiêm y, hành đến trước giường. Đoạn tam lan chỉ cảm thấy bóng ma phúc thể, một cổ lạnh buốt lạnh lẽo theo nào đó phương hướng truyền tới, hắn vô ý thức mà xúc khởi ngón tay, mở mắt ra, quật cường mà trừng mắt hắn, khẩu khí thực hướng, một bộ tiến công tư thái, lại xem đem ngươi đôi mắt đào ra, vẫn là như vậy không biết trời cao đất dày đổng thanh chắp tay sau lưng cong lưng ánh sáng tối sầm lại trầm tĩnh ôn hòa đáy mắt liền lộ ra vài phần mặt danh vô tình lại không học ngoan một chút đoạn đại nhân liền phải tao ương biết không ngươi đoạn tam lang tưởng chi đứng dậy khuỷu tay đột nhiên tê rần ánh mắt sáng quắc thiêu đến diễm liệt ngươi muốn làm gì đổng thanh phức tạp mà liếc hắn một cái bỗng nhiên duỗi tay xoa nhẹ đem hắn đầu hàng kiếm đã lưu thủ nếu là hắn thật muốn giết người một roi đủ rồi đoạn tam lang trong lòng bị đè nén, nghe vậy ngược lại càng nổi giận, cho nên đâu. Ta còn muốn cảm tạ ngươi phải không, Đổng thanh đơn giản làm được hắn mép giường, nghiêm túc nhìn chầm chầm tiểu sói con cũng không tính trọng lớn vai lưng, chất sĩ diện khổ thân, ta đã thấy ăn chơi trác tán không ít, ngươi xương cốt nhưng thật ra nhất ngạnh, đoạn tam lang tức giận, ngươi cũng là ta đã thấy giảo hoạt nhất dối trá, ngươi đối ta địch ý rất lớn. Đổng thanh như suy tư gì, bởi vì ta đánh ngươi vẫn là bởi vì đoạn cửu đối ta quỳ xuống, đoạn Tam Lang châm biếm, ngươi nói đi, đổng thanh bất đắc dĩ, thế hắn cái cái chăng. Ta là vì ngươi hảo, ta không cần, đoạn Tam Lang trầm giọng, ngươi không có tới phía trước, ta vẫn luôn quá rất khá, phải không? Đổng Thanh buồn bã nói, mặc dù ngươi bị ám sát hai lần, đoạn Tam Lang xem hắn ánh mắt càng sắc bén, nếu ta không đoán sai, ngươi tiếp cận đổ Tam nương, thậm chí bảo hạ đổ Tam nương kỳ thật cũng bất quá là bởi vì vài lần ám sát hoặc nhiều hoặc ít đều có nàng xuất hiện thân ảnh ngươi hoài nghi nàng tưởng lấy nàng làm nhị phải không đổng thanh như cũ dù bận vẫn ung dung đoạn tam lan đồng tử chấn động ngươi uy hiếp ta đổng thanh cười ý vị thâm trường mà nhìn hắn nói ngươi liền không nghĩ tới ta là cố ý tới giúp ngươi tin ngươi liền có quỷ đổng thanh không nói chuyện văn nhã nho nhã mà đem tay đặt ở đoạn tam lan che kín vết thương phía sau lưng thượng đè đè Đoạn Tam Lang nhất thời sắc mặt xanh mét, đau đến ngón tay run lên, mặt người dạ thú, quá khen, Đổng Thanh hạ giọng, hảo đệ đệ, ngươi liền không nghĩ tới, vì cái gì chúng ta lớn lên như thế chi tượng, Đoạn Tam Lang biểu tình thiếu chút nữa duy trì không đi xuống, qua hồi lâu, hắn cúi đầu, rầu rĩ nói, "Ta không biết ngươi đang nói cái gì." "Còn có, ta giúp kia nha đầu bất quá là xem nàng đáng thương. Cái khác sự, ta không muốn biết, Đổng Thanh" chương 26 ngoan chất nữ nhi, lại gặp mặt không phải, thời gian chậm rãi qua đi, đoạn tam lan từ gối đầu giải phóng, dương mắt nhìn lên, đổng thanh đã rời đi, chu Khánh cùng chu Huy canh giữ ở phòng cửa, đoạn gia hạ nhân đều phải nhìn bọn họ sắc mặt hành sự, nơi này phản phất không hề là đoạn gia, mà là đổng gia, hắn tựa như bị đổng thanh cấm túc. Đêm qua đoạn cửu quỳ xuống hình ảnh ở trong ốc lặp lại xuất hiện, đoạn tam lang khúc ngón tay từ gối đầu hạ kéo ra một viên trân châu, châu quan oánh nhuận, sáng người lóa mắt là dạ minh châu là hắn mẹ đẻ khó sinh ly thế sau để lại cho hắn duy nhất đồ vật tuy rằng hắn căn bản không có gặp qua mẹ đẻ nhưng hắn lại đem thứ này thu rất khá nam hải dạ minh châu hàng kiếm mang theo thuốc trị thương tiến vào ánh mắt ở dạ minh châu thượng đảo qua công tử cho ngươi chơi đoạn tam lang một phen nắm lấy dạ minh châu hung hăng trừng hắn liếc mắt một cái đây là ta nương đồ vật cùng nhà ngươi công tử có rắm quan hệ còn có cái gì kêu cho hắn chơi Hắn là tiểu hài tử sao, hàng kiếm động tác ngừng lại một chút, rồi sau đó bất động thanh sắc mà cầm lấy thuốc trị thương, tiến lên nói, dạ minh châu giá trị xa xỉ, ở ta trong mắt lại chỉ là khối sáng lên cục đá, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ thích loại đồ vật này, không biết lệnh đường là từ đâu được đến, đoạn tam Lang cao mày, trong mắt đều là đề phòng, phản phất đem hắn trở thành mơ ước bảo vật kẻ trộm, hàng kiếm cười cười, sợ cái gì? Ta chỉ là tò mò, lại không đoạt ngươi đoạn tam lan lạnh nhạt nói, ngươi cũng lấy được được đến, đứa nhỏ này, như thế nào hôm nay tính tình lớn như vậy? Chẳng lẽ còn đang trách hắn, hàng kiếm thầm than, hắn ngày hôm qua chính là chiêu chiêu tránh đi yếu hại, tuy rằng nhìn thương gân động cốt miệng vết thương khủng bố, kỳ thật đại bộ phận đều là bị thương ngoài da, hảo hảo hảo, ngươi không nói liền tính, hàng kiếm nhượng bộ, cầm cái thanh ngọc tiểu bình sứ đến gần, ta tới cấp ngươi đổi dược, nghe lời một chút. Đừng làm cho ta khó làm, đoạn tam lang hừ lạnh, ai muốn ngươi hỗ trợ, hàng kiếm lại nhịn không được tưởng trừ hắn, đừng không biết cốt xấu, đây chính là ngự y trong tay thứ tốt, chúng ta công tử cũng cũng chỉ mang theo hai vại, này một vại hiệu quả càng tốt, công tử đều không bỏ được dùng, đều cho ngươi, ngày hôm qua còn muốn đánh muốn sát, hiện tại lại lấy ra dược tới làm bộ làm tịch, đoạn tam lang cắn răng, giả mù sa mưa, mèo khóc chuột giả từ bi, dối trá làm ra vẻ, ngao. Hàng kiếm, nói còn chưa dứt lời, thảm gào lại ra, cửa chu gia huynh để liếc nhau, yên lặng hướng trong nhìn thoáng qua, quả thấy đoạn nha nội đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, ưỡng, ừ, hàng kiếm vui sướng khi người gặp họa, đều bị đánh đến không xuống giường được, trong miệng còn như vậy chanh chua, ta xem là đánh thiếu, nên nhiều đánh mấy roi mới đúng, đoạn tam lang tức muốn học máu, trừ cả giận, ngươi cho ta nhớ kỹ, hàng kiếm không để bụng, cách một lát, đoạn tam lang lại bạch mặt hỏi, nhà ngươi công tử là cái gì địa vị hàng kiếm nhướng mày ngươi đoán có thể làm tri phủ quỳ xuống xưng thần còn có thể là cái gì địa vị thật làm rõ sau này này tiểu sói con thái độ không thay đổi liền có thể trực tiếp cho hắn định một cái dĩ hạ phạm thượng chống đối hoàng thất tội lỗi bất quá có lẽ chỉ là huynh đệ không mục cũng có khả năng đoạn tam lang không nghĩ hỏi lại hàn kiếm lo chính bình thượng dược sau liền rời đi phòng quay đầu lại lại đi tới trong đình nhìn Đổng Thanh muốn nói lại thôi. Đổng Thanh liếc hắn liếc mắt một cái, muốn hỏi cái gì, hàng kiếm xấu hổ, biết chính mình không thể gạt được Đổng Thanh, ngập ngừng một lát nói, đoạn nha nội thương thế không nặng, công tử. Công tử đem Thanh Ngọc Tủy lấy ra tới, có thể hay không có chút lãng phí, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, Đổng Thanh phiên trang sách, nhàn nhạt đáp. Huống chi dược vốn dĩ chính là dùng, hiện giờ thời tiết chuyển lạnh, hắn thương nếu không cần thanh ngọc tủy, cũng có thương tích phong toi mạng chi hiểm, hàng kiếm, dây lát, đổng thanh buông quyển sách trên tay, nhìn về phía còn đứng tại chỗ, phản phất có thiên ngôn vạn ngữ nói không nên lời cấp dưới, hiếp hiếp mắt, còn muốn hỏi cái gì, hàng kiếm đầu đổ mồ hôi lạnh, đỉnh lớn lao áp lực, lại là vô luận như thế nào đều không thể mở miệng, cái kia vấn đề giống như là đổ ở cổ họng, nghẹn đến mức hắn đầy mặt đỏ bừng, đổng thanh đều vì hắn cảm thấy khó chịu, không cần tưởng quá nhiều, đổng thanh diêu đầu, tư thái thanh lãnh, ngươi chỉ cần biết, chính mình nên nghe ai nói, vì ai làm việc, đủ rồi, trở lại tam nương tử quán, đã là buổi chiều, trên đường đổ tam nương còn thừa dịp đoạn phó tại bên người, đi tạp hành hàng khô mua chút lương mạch ngô, hướng trịnh thị y quán lại định rồi rất nhiều dược liệu phao rượu, ngày hôm qua đổ tam tư đi được vội vàng, chỉ tới kịp dặn dò kỳ quan mấy cái chính mình ăn cơm ngủ, buổi chiều trở về thời điểm, ba cái hài tử ăn không ngồi rồi, còn ôm tiểu bạch ở trong tiệm chơi đùa tỷ tỷ chu đáng đáng trước hết nhìn đến người túng lên tiểu bạch liền xông lên ngươi nhưng tính đã trở lại đoạn nha nội không có việc gì đi đoạn nha nội chính là bọn họ tam nương tử quán kiên cường hậu thuẫn cũng không thể xảy ra chuyện a à. tiểu không lương tâm cũng không biết trước quan tâm quan tâm ta đổ tam tư buông đồ vật tiếp nhận chu đáng đáng bổ cứu đệ thượng một ly trà khẽ cười nói cũng không sinh mệnh nguy hiểm không có gì đại sự tử quán có người tới sao, tiểu bạch, gâu gâu, kêu đi vào chủ nhân chân biên đảo quanh, trên người tẩy đến trắng tinh, một đôi mắt đều mau bị trường mau cấp che khuất, đổ tam tư xem nó thảo hỉ, đem vật nhỏ bế lên tới, liền thấy vương câu dơ giấy tờ nói, sáng nay thượng lạc gia người tới nơi này mua rượu, tỷ tỷ ngươi xem, chúng ta đều nhớ kỹ, ghi sổ phương pháp nàng đã dạy cho ba cái hài tử, đơn giản nhất con số ả rập cùng phép cộng trừ nhân chia đều có liền cửu cửu bản cửu chương đều tâm huyết dân trào mà làm thợ thủ công khắc vào bọn họ ngủ phòng trên vách tường. Vài người vốn dĩ trí nhớ liền hảo, không thể nói đã gặp qua là không quên được đi, nhưng càng là lưu loát dễ đọc đồ vật, càng là dễ dàng khắc dấu trong lòng. Đỗ Tam Tư hướng sổ sách thượng vừa thấy, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, lạc gia tới một sổ sách, đúng vậy. Vương câu thực hưng phấn, hơn nữa hồng tụ cô nương còn nghe nói nướng BBQ sự, nói qua mấy ngày muốn mang theo lạc tiểu thư cùng nhau tới đâu, ta cái thần A, đỉnh đầu đại quan hoàng nữ chủ muốn tới nàng khách sạn, khi mẹ nó còn không chạy nhanh dọn dẹp một chút ôm đùi, đổ tam tư tâm tình một hảo, nhìn nhìn lại lạc gia đưa lại đây tiếng trướng, quả thực nhạt nở hoa, lập tức vỗ án lại cấp liệt một cái nướng BBQ danh sách, chúng ta đánh nướng BBQ cái giá cũng tới rồi, thịt nướng đa dạng cũng đến nhiều, kia gà vịt cá ngỗng dê bò thỏ như thế nào đủ chúng ta còn muốn chuẩn bị nghêu sò, con cua chờ hải vị, trừ bỏ này đó, còn có thức ăn chay cũng có thể nướng BBQ, tống triều có ăn chay chi hảo, tống thời trần đạt tẩu còn viết quá một quyển và bản tâm trai rau thực đơn, tây tấn tự nhiên như thế, chỉ là lúc này thức ăn chay không nhiều lắm, đỗ tam tư nhớ rõ chính mình đi chợ bán thức ăn, cũng chính là cố định trên phố cùng đưa tới cửa dân trồng rau, nơi đó xem qua. Nàng ở hiện đại ăn qua thức ăn chay không nhiều lắm, nhưng nơi này lại là càng thiếu. Khoai tây bắp bông cải xanh là không có, nhưng măng tây khoai sọ tiểu rau hẹ vẫn phải có. Nướng BBQ xứng tiểu rượu, này quả thực chính là chợ đêm tiêu xứng được không? Chỉ tiếc địa phương không lớn, nếu là địa phương lại lớn một chút, còn có thể là một cái xuyến xuyến cái lẩu. Tuy nói lúc này người đều nói quân tử xa nhà bếp, nhưng một khi mê thượng kia tự mình hạ xuyến xuyến, điều gia vị đồ tham ăn hình thức lại xứng với nàng từ tất trạm đại đại nơi đó ngẫu nhiên gặp qua gia dụng tiểu bia, nàng cũng không tin chính mình không thể ở Lâm An chiếm trước nhất thời phong trào. Khụ, phiêu phiêu, làm người vẫn là muốn phải cụ thể, trước bãi cái xuyến xuyến quán ra tới rồi nói sau. Đỗ Tam Tư cười mị mắt, khí phách hăng hái mà vỗ bộ ngực nói, đi, đi xem ta mấy ngày hôm trước nấu kia phê mạch lật không khô nảy mầm không. Đúng rồi, chúng ta ngày hôm qua mua tô châu ngọc men rượu lấy ra tới lên men, còn có từ y quán mua tới bia hoa. ách, Chính là cỏ bia cũng lấy ra tới lại quá nửa cái nhiều tháng, chúng ta liền có tân rượu, hảo ai, nửa tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng đối đổ tam tư tới nói, trương đại sự tình đã xem như vật đổi sao dời, tam nương tử quán cũng coi như là đi vào quỹ đạo, nàng hổ phách rượu trắng cũng coi như là xa gần nổi tiếng, thậm chí còn có, mấy nhà đại tử lầu, đều hướng nàng phát ra mời, Đỗ tam tư không có tự tuyệt, cũng bán rượu cho bọn hắn, không ra dự kiến, có chút tử lầu làm ra giả mạo phẩm, bất quá Đỗ tam tư cũng không để ý, nàng không có viết xuống rượu phương, chỉ là yên lặng mà gia tăng rồi các màu mạch ngô lương cùng dược liệu đặt hàng, đồ vật đính đến tạp, hơn nữa quan trọng nhất chân cất cùng rượu tắng còn bị nàng tàn đến vững chắc, cho nên chính tông nhất hương vị vẫn là ở chính mình trong tiệm, huống chi. Đỗ Tam Tư cảm thấy chính mình cũng không phải cái chuyên nghiệp ủ rượu, trừ bỏ nguyên thân ký ức ở ngoài, nàng kỳ thật cũng coi như là sao chép trước thế giới trăm ngàn năm phát triển thành phẩm may mà thế giới này là hư cấu đổ tam tư âm thầm may mắn bằng không nàng thật là có chút chột dạ nàng rượu bán đến càng ngày càng nhiều trong tiệm sinh ý càng ngày càng tốt nhưng bia sản xuất cùng lần đầu tiên giống nhau cũng không thuận lợi nơi này không có nhiệt kế hết thảy chỉ có thể dựa vào tay nàng cảm cùng ký ức bia lên men cần hai lần vì càng mau nghiên cứu phát minh bia đỗ tam tư không thể không áp suất buôn bán thời gian tới cái đứng đứng đắng đắng sớm chính vãng 5 giờ công phạm đại thúc đám người quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng rốt cuộc ở bọn họ xem ra nếu là nhà mình sinh ý tốt như vậy liền đại tử lâu đều đến chính mình nơi này định rượu khi hắn khẳng định hận không thể suốt ngày đều không đóng cửa bất quá đỗ tam tư không như vậy tưởng nàng cảm thấy chính mình là cái người thường quá điểm bình thường tiểu nhật tử thì tốt rồi lại còn có muốn lưu ra thời gian cấp ba cái hài tử học tự không sai học tự đọc sách nàng còn riêng cho bọn hắn mua bản chữ mẫu đưa bọn họ đi học đường khả năng làm không được chỉ có thể chính mình dựa vào hiện có tri thức trình độ thế bọn họ xóa nạn mù chữ ba cái hài tử thực quý trọng hiện có cơ hội cũng thực nỗ lực đổ tam tư thực vừa lòng tới rồi ban đêm bọn họ luyện tự đổ tam tư liền luyện rượu rốt cuộc ở cuối tháng là lúc thành phẩm ra tới hảo uống kỳ quan kinh ngạc nói hơn nữa lạnh mát mẻ sản tỷ tỷ bỏ thêm băng sao chu đáng đáng càng sẽ phẩm rượu hắn phân biệt rõ một chút hơn nữa cái này khẩu vị tuy rằng nhẹ lại không phải nhạt nhẽo tư vị hơn nữa không say người còn hồi cam giống giống mơ chua nước vương câu một lời trúng đít, nhưng là lại so với kia cái hảo còn tiện nghi đỗ tam tư liên tục gật đầu không sai cái này không nhiều say lòng người cùng nướng bbq ở bên nhau dùng còn giải cây khai vị, có lẽ trong tiệm cũng có thể chuẩn bị một chút nước trái cây linh tinh. Ba người không tiến động qua một chút, đôi mắt đại lượng, chúng ta đây có phải hay không ngày mai liền có thể bắt đầu bán nướng BBQ? Định giá đâu? Huân Sáu Văn Tố Tam Văn, Đỗ Tam Tư trầm ngâm một chút, trước như vậy định đi, chính là đem mỗi một chuỗi phân lượng tiến hành tách ra, bất quá phải nhớ kỹ, chúng ta chủ yếu bán vẫn là rượu, nướng BBQ loại đồ vật này, thật dễ dàng bị người ta copy, hiện giờ lâm an vốn dĩ liền nướng thịt hoành hành nướng dương khắp nơi bọn họ chỉ là không có nếm thử quá giống đổ tam tư giống nhau bách da tạp hối dùng thì là cùng ớt bột vật như vậy tới tiến hành nướng bbq mà thôi đổ tam tư cơ hồ có thể đoán trước đến chỉ cần thứ này vừa xuất hiện không ra một tháng quanh mình sẽ có người tiến hành cùng phong hơn nữa những cái đó đại tử lâu chuyên nghiệp thực tiệm ăn đầu bếp làm được khẳng định sẽ so nàng càng tốt càng tin càng mỹ vị nàng yêu cầu làm được không phải làm đồ ăn trở nên riêng một ngọn cờ mà là muốn cho chính mình rượu vô pháp thay thế như vậy mới có thể ổn định lưu lượng khách đỗ tam tư vùi đầu cho bọn hắn làm kế hoạch xiên tre cùng nướng lò than hỏa đều đã chuẩn bị thật lâu chỉ là xuyến thịt xuyến đồ ăn yêu cầu phế điểm thời gian chờ chuẩn bị cho tốt đỗ tam tư tựa như mô giống dạng làm ba cái hài tử mang theo thiệp mời đi gõ lạc gia đoạn phủ môn lạc thanh mai trung quy trung cũ mà hồi phục không thắng vinh hạnh đoạn tam lan vậy muốn thô bạo nhiều, bổn thiếu gia thương đều hảo ngươi mới làm ra tới, vô dụng, đổ tam tư, thương không hảo thái tử điện hạ sẽ làm ngươi ra tới uống rượu ăn thịt. Ngươi sợ não sợ không phải có bao, đổ tam tư nghe răng, sau đó tiếng tiểu nhị phòng nhìn xem ba cái hài tử, hôm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai dậy sớm, có vội đâu, đều đừng luyện tự a, hảo, đã biết tỷ tỷ, tỷ tỷ ngủ ngon, uông, um, đổ tam tư nghe được tâm đều mềm từng cái sờ sờ đầu mới lên lầu, tầng lầu rộng thoáng, ánh sáng sung túc, tân thêm ngói lưu ly tỉnh ngọn đến tiền, trụ kỳ đón gió phấp phới, xinh đẹp đáng chú ý, đỗ tam tư thỏa mãn mà cười rộ lên, đẩy cửa vào nhà, dưới chân bỗng nhiên dẫm tới rồi một cái đồ vật, một con cá, mổ bụng cá chết, đỗ tam tư hoảng sợ, mới muốn cúi đầu, từ trong bóng đêm bỗng nhiên vương một bàn tay, che lại nàng miệng, một trương âm ngoan thô bạo gương mặt từ bên dò ra, quán độc mà thù hận mà cười lạnh ta ngoan chất nữ nhi, lại gặp mặt không phải, chương 27 ta muốn đi ra ngoài, loãng xoảng kỳ quan ngẩng đầu, cái gì thanh âm, chu đáng đáng duỗi người, tỷ tỷ đóng cửa đâu đi, tiểu bạch cẩu giật giật lỗ tai, từ trong một góc chui ra tới, chỉ thấy bóng người đông đưa, dương nanh múa vuốt lại có hai ba chỉ tay theo ánh trăng huy động hỗn loạn, nó tưởng bò lên trên đi xem, nhưng thang lầu quá cao, nó mới bò một hai vai kia bóng dáng liền từ bên cửa sổ biến mất không thấy. Vương câu giống như nghe thấy được cái gì kêu trên thanh, bên tai giật giật, mở ra cửa sổ ra bên ngoài nhìn, lại không nhìn thấy một người, quái, vừa rồi hình như có thứ gì từ phía trên rơi xuống, ta giống như cũng nghe thấy, kỳ quan nhíu mày, tỷ tỷ có phải hay không đem đỉnh cửa sổ cây gỗ giá đáp tử rơi xuống, vương câu nghe thấy bên ngoài tiểu bạch ở gâu gâu kêu to, luôn có chút không yên tâm, ta còn là đi ra ngoài nhìn xem đi, các ngươi trước ngủ, chu đáng đáng mở to trợn mắt, cũng ngồi dậy ở dưới kêu một tiếng là được, lại hướng lên trên chạy nhiều mệt a, à. hắn mới nói xong, kia tiểu bạch liền cùng cái bạch diện đoàn giống nhau lăn tiến vào, ở góc tường bên cạnh ô ô kêu, móng vuốt cào cái không ngừng, kỳ quan nhíu nhíu mi, cùng vương câu liếc nhau, đồng loạt phủ thêm quần áo đi ra ngoài, chu đáng đáng biểu môi, đang muốn nằm xuống, liền nghe bên ngoài kỳ quan kêu sợ hãi, có tặc. thiên sát tiểu nương dưỡng sờ tử, chu đáng đáng mau đứng lên, tỷ tỷ không thấy chu đáng đáng một cái giật mình, giày cũng không kịp xuyên, trực tiếp xông ra ngoài. Ở cửa thời điểm thuận tiện xả thợ một lưu lại trường côn, hung ba ba mà lao ra đi, tặc ở đâu đâu. Chỗ nào đâu, vương câu đỏ mắt, từ thang lầu thượng thiếu chút nữa lăn xuống tới, trong tay ném con cá, tỷ tỷ không thấy, tỷ tỷ không thấy, hắn chỉ hiểu được trống, tỷ tỷ không thấy, đã luống cuốn tay chân, kỳ quan đảo còn trấn định chút, vội vàng nói, mau đi phía sau vừa rồi định là kia sờ tử kêu tỷ tỷ gặp được. Chúng ta mau đuổi theo qua đi, không thể đều đi. Chu đáng đáng đầu óc xoay chuyển mau, đem tiểu bạch hướng vương câu trong lòng ngực một tắc, vương câu nhìn nhà ở, kỳ qua ngươi đi tìm nha nội, ta đi tìm tỷ tỷ, vương câu môi rung lên, tỷ tỷ sẽ không có việc gì đi, phi. Hắn lời này mới ra tới, chu đáng đáng liền một cái bàn tay phiến qua đi, non nớt gương mặt thế nhưng hiện ra vài phần dữ tợn, lại nói bậy, ngươi trước muốn xảy ra chuyện. Kỳ quan, chúng ta đi, kỳ quan gật đầu, trấn an một chút vương câu, ngươi nếu là sợ hãi, liền đi tìm phạm đại thúc, hắn khẳng định nghe thấy động tĩnh, dứt lời hai đứa nhỏ liền bận rộn lo lắng xuyên giày, sau đó mở cửa chạy ra đi, biến mất ở trong bóng đêm, quả nhiên không lâu, phạm đại thúc liền khoác quần áo tiến vào, làm sao vậy đây là, tiểu bạch gâu gâu kêu to, vương câu dọa phá lá gan, khủng hoảng cực kỳ, khóc đến thở hổn hển trực tiếp vọt tới Phạm Đại Thúc trong lòng ngực, đem tử quán sự toàn bộ nói cùng hắn nghe, Phạm Đại Thúc nhất thời liền thay đổi sắc mặt, ai nha? Này sợ là muốn chuyện xấu. Nha đầu gọi người theo dõi. Chu đáng đáng kia tiểu tử có thể làm gì? Ngươi chờ im lão bà lại đây nhìn, im kêu lên hàng xóm tìm người đi, Chu đáng đáng chạy trốn mau, nhưng động tĩnh không vang, hắn nhìn mặt sau động tĩnh, nhặt được chi lăng cửa sổ đáp tử, có thể thấy được là có người từ phía trên nhảy xuống đem đổ tam tư mang đi, cũng may dấu vết còn ở, hắn phi một tiếng, vén lên tay áo theo một phương hướng liền đuổi theo, bên kia, kỳ quan tuy rằng ổn trọng chút, rốt cuộc vẫn là hài tử, lúc này đã khóc đến rơi lệ đầy mặt, chân mềm mà quăng ngã vài cái té ngã, tưởng tượng đến nếu là đổ tam tư xảy ra chuyện, bọn họ chỉ sợ cũng phải về đến nguyên lai tử quán nhậm đánh nhậm mắng, tức khắc có loại như cha mẹ chết thương tâm cảm, chạy trốn cực nhanh hắn chạy trốn đầu óc ngất đi mới đến đoạn phủ, nhìn thấy sư tử bằng đá thời điểm trực tiếp gào khóc lên, nha nội. Nha nội cứu mạng A. Tỷ tỷ sắp chết, đoạn phó đã sớm ngủ hạ, thình lình bị trong cửa người đánh thức còn có chút trời giường khí, không nghĩ dây tiếp theo đã bị kỳ quan cầu cứu chấn cái đầy đầu mờ mịt, này nếu không phải thời gian không đúng, hắn thiếu chút nữa cho rằng kêu cửa chính là nửa tháng trước chính mình, tình huống như thế nào, phong thủy thay phiên chuyển, tỷ tỷ bị tặc trộn đi kỳ quan khuôn mặt nhỏ đỏ lên, khóc đến thẳng đánh cách, cá đã chết, ô ô. Cửa sổ phá. Tỷ tỷ, cách, không thấy. Nha nội cứu mạng ô ô, đoạn phó bỗng nhiên kinh hãi, không kịp nhiều lời, bế lên kỳ quan liền đi gặp đoạn tam lan. Đoạn tam lan dưỡng thương gần nửa tháng, chục dạ là ở trên giường đợi đến lâu lắm, lại bị động thanh cấm túc, hôm nay thật vất vả có thể ra khỏi phòng, khoác quần áo đang ở bên ngoài luyện quyền đâu. Chu gia huynh đệ thấy hắn hứng thú bừng bừng cũng không hảo đánh gãy, liếc nhau, chỉ có thể cười khổ cùng đi, ai ngờ mới bồi một hồi, liền thấy đoạn phó vô cùng lo lắng mà ôm cái hài tử vọt lại đây, nha nội. Nha nội không hảo. Tam nương tử bị người trộn đi, đoạn tam lan dùng khí đang điền, hoành quyền quét ra, dưới chân còn không có định trụ, vừa nghe lời này, cả người hơi thở đại loạn, về phía trước đánh tới, làm trò mọi người mặt, đụng phải cái ngũ thể đầu địa kỳ quan, cách, mọi người, đoạn phó đều bị một màn này cấp dọa sợ, sau một lúc lâu không biết nên như thế nào ra tiếng, trong viện quỷ dị mà tỉnh tỉnh, rồi sau đó liền thấy đoạn tam lan xoay người dựng lên, phỏng chừng là muốn tìm hồi mặt mũi, nhưng chỉ sợ lại kéo chấm dứt vẫy miệng vết thương, mí mắt trừ trừ, ánh mắt hung ác nham hiểm, người nói cái gì, đoạn phó lắp bắp nói, kỳ quan nói, tam nương tử trong nhà gặp tặc, người, người bị trộm đi. Khi con mẹ nó kêu cướp sắt, không gọi tao tặc. Còn con mẹ nó không đi báo quan ở ta nơi này lãng phí cái gì thời gian. Trước làm cha ta phái người tìm A. Nha môn là bài trí sao, kỳ quan bị dọa đến một rung rung, ông lấy đoạn phó, đoạn phó một rung rung, trực tiếp ông người chạy đi tìm đoạn cửu. Đoạn tam lang thật là thiếu chút nữa cấp khí học máu, nâng lên chân liền phải ra bên ngoài chạy. Cũng may chu gia huynh để phản ứng mau, đồng thời duỗi tay đem hắn ngăn lại, thiếu gia, công tử nói ngươi không thể ra cửa, đoạn tam lang đen mặt, ngươi không nghe thấy hắn nói cái gì sao? Tam nương bị người cướp đi. Ngươi muốn ta khoanh tay đứng nhìn, Chu Khánh nhíu mày, chuyện này có đoạn đại nhân phái người hỗ trợ, sao ngươi một người hữu dụng? Húng chi trên người của ngươi còn có thương tích, không thể ra cửa, dựa vào cái gì? Đoạn tam lang nắm tay, cắt cao trừng mắt hắn, phút chốc mà thân thể một lùng, thế nhưng từ hai người thủ hạ chui đi ra ngoài. Chu Huy cười lạnh, một cái bước xa duỗi tay, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bắt được đoạn tam lan cánh tay, đem người cấp kéo trở về, sau đó giống tòa pho tượng giống nhau trắng ở cửa. Chu Khánh khí cười, hắn dậy ra tới không mấy ngày đồ đệ, thiếu chút nữa từ chính mình trong tay chạy ra đi. Các ngươi tránh ra, đoạn tam lan lượt có huyết sắc mặt đã là tái rồi, bị người ngoài cấp cấm túc ở chính mình trong nhà, hắn đời này liền không như vậy nghẹn khuất quá, gấp cái gì? Động thanh khoác áo mà ra, không chút hoang mang nói ngươi hiện tại đi ra ngoài lại có ích lợi gì nói phía trước ngươi còn gạt nha môn vận dụng tư hình hiện tại lại nghĩ làm nha môn giúp ngươi tìm người đổng thanh biểu tình thản nhiên mà châm chọc đoạn tam lang trên mặt lúc đỏ lúc trắng ai cần ngươi lo ngươi làm cho bọn họ tránh ra ta muốn đi ra ngoài đổng thanh nâng nâng mi mắt chậm rì rì mà kết quả hàng kiếm truyền đạt áo khoác ta nói không vội ta muốn ra đi đoạn tam lang xoay người đối mặt hắn đôi mắt trừng đến lưu viên. Đổng thanh nhướng mày, nghĩ nghĩ, cầm quần áo mặc tốt, đai lưng khấu hảo, vài bước đi đến trong viện, ta nói, không vội, không khí nháy mắt đình trệ, đoạn tam lan ánh mắt âm trầm, nhấp chặt môi. Trong nháy mắt, đổng thanh tự hồ lại về tới nửa tháng trước, khi tiểu sói con chết sống không biết biến báo, cuối cùng bức cho hắn đô kỵ hổ khó hạ, bất đắc dĩ. Đổng Thanh chỉ có thể đi trước nhượng bộ, Tam Nương là bị bắt đi, không phải bị sát hại ngươi liền không nghĩ tới vì cái gì sao đoạn tam lang ninh chặt mày thiếu niên không kiên nhẫn nói hiện tại tìm được người quan trọng nhất nàng như vậy nhát gan hiện tại khẳng định bị sợ hãi hỏi nguyên nhân quan trọng sao không quan trọng sao đổng thanh ý có điều chỉ nói ngươi tới gần đổ tam nương nguyên nhân cũng không quan trọng đoạn tam lang thất kinh là thắng ngươi biết là ai đổng thanh hỏi ta nào biết là ai đoạn tam lang sách một tiếng cực kỳ nôn nóng, dù sao không phải nam nhân chính là nữ nhân, nếu không chính là súc sinh, đều là thắng, không được sao, Đổng thanh xoa xoa giữa mày, cho nên, hắn vạn nhất là cố ý bắt đi đổ tam nương muốn dẫn ngươi xuất hiện đâu. Ngươi nếu thật sự xuất hiện, đổ tam nương có lẽ đối bọn họ liền không có giá trị lợi dụng, hắn dừng một chút, lại nói, bất quá cũng có khả năng, bọn họ là một đám đâu, sẽ không, đoạn tam lan chém binh chặt sắt. Nàng nếu là có sâu như vậy tâm cơ, Lần đầu tiên gặp mặt ta đã bị nàng độc chết. Lần thứ hai, lần thứ ba, nàng không cần cứu ta, ta cũng đã chết. Hàng kiếm đám người nhìn về phía hắn, ánh mắt nháy mắt vi diệu lên. Này đến nhiều mạng lớn a à, mới có thể sống đến bây giờ, là cũng hảo, không phải cũng thế. Ngươi an nguy so nàng quan trọng, có đoạn đại nhân thế ngươi tìm người, ngươi cũng nên yên tâm. Đổng Thanh không tỏ ý kiến, không nhanh không chậm mà đi vào trong đình ngồi xuống. Ta muốn đi ra ngoài đoạn tam lang vẫn là những lời này. Đổng thanh nhíu mày, thanh châu sinh hoạt tuy rằng thực thích ý, nhưng hắn như cũ cũng không phải thực thích nửa đêm bị bừng tỉnh, bàn tay ở mặt bàn dùng sức một phát, lại đây, ngồi xuống, đoạn tam lang, đổng thanh mặt trầm xuống, ngươi muốn bắt chính mình sinh mệnh mạo hiểm, cũng muốn hỏi một câu đoạn cửu có nguyện ý hay không tuyệt hậu. Đừng vội tùy hứng, ngồi lại đây, tuy rằng từ nào đó trình độ đi lên nói, hắn đã tuyệt hậu, đoạn tam lang nhẫn nại đi đến đình ngoại, lại chưa tiến vào, cuối cùng nỗ lực một phen, ngữ khí lãnh ngạnh biệt nữ, ca, nàng đã cứu ta mệnh, Đổng thanh nhẹ nhàng bân quơ nói, nàng có 10 cái mạng, cũng không như ngươi một cái trọng, đoạn tam lan. Đoạn tam lan quả thực không có biện pháp cùng hắn như thế nào bình thường giao lưu, hắn thở sâu, bỗng nhiên xoay người, lại là trở về chính mình phòng, hàng kiếm không nhịn được mà bật cười, ta phát hiện thiếu gia mỗi lần muốn đòi chỗ tốt khi, đều sẽ nhả ra kêu công tử một câu ca nhưng thật ra thực sẽ đầu cơ trục lợi, tiểu hài tử làm nũng, còn ngại biệt nữ, đổng thanh thở dài, hơn phân nửa buổi tối còn muốn chính mình lên tự mình nhìn sói con, ở kinh sư có cái này đãi ngộ cũng đều không ra ba cái, đem cái kia. Kêu kỳ quan hài tử lãnh lại đây, ta hỏi một chút, là, công tử, kỳ quan cùng đoạn phó đi gặp đoạn cửu, đoạn cửu khiếp sợ lúc sau, hành động phi thường quả quyết nhanh chóng, lập tức phái ra hạ nhân đi tìm nha dịch hơn nữa gọi người khoái mã phong bế tam nương tử quán bốn phương tám hướng ba dặm quan khẩu, không chuẩn phóng người xa lạ rời đi, khi chính là nhà bọn họ phúc tinh, cứu hắn nhi ba bốn thứ, cần thiết được cứu trợ trở về, bằng không bằng hắn nhi kia niệu tính, chưa chừng khi nào liền lại đem chính mình tìm đường chết, tử quán một dặm ngoại, hồng nương phá miếu, đổ tam tư hôn hôn trầm trầm, bị trương đại ném ở góc, thọc một đôi chân chậm rì rì về phía rách nát biển hiệu đi đến, nàng nỗ lực nhắm mắt, muốn tỉnh táo lại, nhưng chỉ cần động nhất động liền đau đến cả người run rẩy nàng sợ đau cũng sợ chết nàng muốn nghe rõ đã xảy ra cái gì cả người lại như là bị vứt vào trong nước sở hữu thanh âm đều mơ hồ mà vặn vẹo người mang nhanh lên giải quyết yên tâm ta dương châu bạc có đủ hay không thanh âm này có điểm quen thuộc đỗ tam nương muốn mở mắt ra khóe mắt khống chế không được sinh lý nước mắt từ kẹt cửa nhìn thấy hai cái mơ hồ trọng điệp thân ảnh ánh trăng như tẩy, miếu trước cây hòe lung lay, áo xám câu lũ phụ nhân nhìn về phía đổ tam tư, trên trán vết sẹo giống ám sang giống nhau ghê tởm, là, vương thẩm, chương 28 kim thiền thoát xác chúng ta nghe thấy thanh âm sau, liền đi lên xem xét, tỷ tỷ cửa liền nằm một cái cá chết, trên mặt đất còn rơi xuống một trâm, trong phòng cũng bị người lật qua, một chữ nhi cũng chưa rơi xuống. Này nhưng còn không phải là gặp tặc sao? Nhất định là tỷ tỷ đi lên cùng người gặp được, người nọ sợ tỷ tỷ lộ ra, liền đem tỷ tỷ bắt đi, ô ô, đổng thanh đỡ trán, tầm mắt khẽ nâng, nhìn về phía trong viện nhập khẩu, đoạn cửu một thân áo đen đi vào, trên người vội vội vàng vàng đáp kiện áo choàng, hiển nhiên đã biết sự tình trải qua, hiện giờ đã là vững vàng rất nhiều, điện hạ, Công tử, con ta thế nào? Nghe được đổ tam tư xảy ra chuyện thời điểm, đoạn cửu liền trực giác nhà mình nhi tử sợ là lại muốn nháo chuyện xấu, chạy nhanh phái người đi xuống tìm người, rồi sau đó mã bất đình đề mà liền tới rồi nơi đây, không thể không nói, biết tử chi bằng phụ, đoạn cửu đích xác hiểu biết hắn, cho nên ở nhìn thấy kỳ quan thúc tha thúc thiết tự thuộc sự tình trải qua mà đoạn tam lan lại không ở nơi đây thời điểm, đoạn cửu nheo mắt, lập tức liền phát hiện không đúng, hắn đi rồi, đổng thanh nói, đại nhân yên tâm, có ta người nhìn, hắn đi không được, không đúng. Đoạn cửu sắc mặt xuất sắc ngoạn mục, kim cụ phức tạp cùng bất đắc dĩ, mấy cái bước nhanh liền đi hướng đoạn tam lan nhà ở, Đổng thanh khẽ nhíu mày, hàng kiếm, đi xem, đoạn cửu mới không tin chính mình nhi tử sẽ như vậy nghe lời, nếu là thật sự nghe lời, mấy năm nay nên nghe hắn dưỡng ở khuê trung, mà không phải thường thường trộm chạy ra đi khắp nơi đi bộ, Đổng thanh rốt cuộc vẫn là không đủ hiểu biết đoạn tam lan, phanh một tiếng mở ra cửa phòng, phòng trong quả nhiên đã không có một bóng người, đoạn cửu trước mắt tối sầm. Nghiệp chướng, nửa canh giờ trước, đoạn tam lang vẫn quất nang kham mà trở về chính mình nhà ở, tướng môn rơi len ken rung động, cúi đầu trầm ngâm một lát, một bừng tỉnh, lại lộ ra cái kinh miệt trào phúng tươi cười ra tới, muốn ngăn lại hắn. Hắn lão tử ngăn cản hắn mười mấy năm cũng chưa ngăn lại, động thanh dựa vào cái gì, diệt ánh đèn, thay kính trang, đoạn tam lang nghĩ nghĩ, vẫn là mang lên thanh ngọc tủy, thanh ngọc tủy bình thân tuyên khắc năm màu vân văn, xinh đẹp vô cùng. Riêng là này cái chai liền biết nhất định giá cả xa xỉ đoạn tam lan sắc mặt âm trầm không chừng mà cầm thanh ngọc tủy nhìn vài giây, biểu môi, đem đồ vật nhét vào cổ tay áo, từ sau cửa sổ xoay người mà ra, đoạn tam lan vô thanh vô tức mà bò lên trên tường viện, khóa ngồi ở đầu tường thượng lạnh lùng cười, muốn nhìn bổn tiểu gia, các ngươi còn nộn điểm, chờ xem, tiểu gia lần này cứu người, tất nhiên chờ ngươi đổng thanh đi rồi mới về nhà, hắn hạ quyết tâm. Dù sao là không chuẩn bị tái kiến cái này không thể hiểu được toát ra tới biểu ca, hận không thể lập tức biến mất ở hắn trước mắt, nhanh như chớp đã không thấy tâm hơi thân ảnh. Đổng thanh mờ mịt không biết, chỉ cho rằng người này còn hảo sinh sôi đãi ở trong phòng, không nghĩ tới cư nhiên cho người ta tới vừa ra kim thiền thoát xác. Hành, hắn tư mã thanh nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu bị cùng cá nhân liên tiếp hai lần làm cho xuống đài không được, hàng kiếm, chuẩn bị ngựa, đoạn cửu kinh hải, công tử muốn đi nơi nào, đổng thanh liếc hắn một cái, xoay người, tìm người, đoạn cửu đóng câm miệng, kinh ngạc mà nhìn hắn vài mắt, bước nhanh đuổi kịp khuyên can, công tử ở trong phủ tỉnh chờ tin lành đó là, con ta an nguy không dám lao động công tử đại giá, công tử nếu là xảy ra chuyện, đoạn cửu chết không đáng tiếc a, à, ta 12 tuổi liền thượng quá chiến trường, còn không đến nỗi này vô dụng, Đổng thanh dừng lại bước chân, nghiêm nghị quay đầu lại, mắt lộ ra vô tình chi sắc, hắn nếu xảy ra chuyện, ngươi đồng dạng chết không đáng tiếc, đoạn cửu trong lòng mảnh trầm, công tử. Bệ hạ thất tử, lưu lạc bên ngoài, ngươi vi thần tử, nên đem người đưa về trong cung, mà không phải tự mình mang đến Lâm An nuôi nấng lớn lên, lệnh đế huyết phủ bụi trần, ánh mắt xẹt qua, đoạn cửu cả người rung lên, Đổng Thanh đã là không tính toán lại cùng hắn lá mặt lá trái, đây là tội khi quân, ngươi còn muốn cô tiếp tục nói sao, Lâm An với hắn đã phi an toàn nơi, Đổng Thanh nhíu nhíu mi, ta sẽ dẫn hắn cùng nhau hồi kinh, đoạn đại nhân, các ngươi phụ tử tình cảm đã đức, còn nên tự trọng, lấy bảo tánh mạng. Hàn kiếm chờ rộng mở biến sắc, hoặc khiếp sợ, hoặc trầm ngâm mà nhìn về phía Đổng Thanh. Đoạn cửu sắc mặt trắng xanh, đứng thẳng bất động bất động, chốc lát, sầu thảm ách nói, điện hạ, ta dưỡng hắn 17 năm. Trong cung, cũng không khuyết thiếu cái này hoàng tử, không phải sao, Đổng Thanh lạnh nhạt quét hắn liếc mắt một cái, không trên một tiếng, nghênh ngang mà đi, hàng kiếm đỡ đoạn cửu một phen, thở dài nói, đoạn đại nhân, lệnh lan. Thất điện hạ đã số phùng ám sát, ngài nếu thiệt tình vì hắn suy nghĩ, nên vạn sự lấy bảo hắn tánh mạng vì muốn mới là, thái tử điện hạ đã động từ huynh chi tâm, nhất định hộ hắn chu toàn, việc này hữu ích vô hại, ngài cần gì phải chấp mê bất ngộ đâu, hắn nói xong, cũng mang chu gia huynh để đi cùng đuổi kịp, đoạn cửu mốc lập trong viện, thần sắc mất mát tái nhợt, suy sụp thất lực, ngã ngồi trên mặt đất, nhưng đó là ta nhi tử. Ta muốn lưu ta chính mình nhi tử, như thế nào sẽ là chấp mê bất ngộ đâu, hoàng gia, đó chính là cái hổ lan nơi, tam lan như thế nào đi đến. Như thế nào đi đến, tuấn bả ra phủ, hàng kiếm cùng chu gia huynh đệ che chở đổng thanh đi trước tam nương tử quán, vũ lâm vệ ở phía sau theo sát, như hắc long nhập hải, đi theo dẫn đầu bạch y chủ tử trì vào đêm sắc bên trong, bọn họ đến lúc đó, tam nương tử quán đã có nha dịch ở kiểm tra, láng giềng láng giềng cũng đều chấp hỏa minh trượng giúp đỡ tìm người. Trong tiệm chỉ có một trung niên phụ nhân ôm vương câu không nói, tiểu bạch cẩu nôn nóng mà ở trong phòng tán loạn đổng thanh không có mã làm hàng kiếm đi hỏi thăm tin tức không bao lâu hàng kiếm trở về xoay người lên ngựa nói công tử sở liệu không tồi thiếu gia quả nhiên đã tới nơi đây điều tra rõ dấu vết sợ là hướng phía đông nam đuổi theo hiện có nha dịch bàn thân một chốc một lát cũng còn an toàn đổng thanh hỏi nhưng có tra được bắt đi đổ tam tư chính là ai hàng kiếm mày hơi ninh cũng không nhân chứng nhưng theo vương câu tiểu tử theo như lời khi bị lật qua trong phòng có cổ rượu xú vị, cùng trương đại trên người không có sai biệt, trương đại bất quá một giới bắt nạt kẻ yếu lưu manh, phủ kinh sinh tử, liền tính biết tam nương giả thần giả quỷ, có phủ doãn chống lưng, làm sao dám quay đầu lại làm ác, động thanh giữa mày tối tăm. Việc này có trá, nhanh đi tìm người, động thanh nhanh chóng quyết định, một roi huy hạ, như lôi đình quá cảnh sông ra ngoài, làm hai bên nha dịp giật nảy mình, trung đêm thiên ít lãnh chu đáng đáng trên người đều bị sương sớm làm ướt, hắn hoa ở trong bụi cỏ, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía kia cây hòe hạ trách nát hồng nương miếu, cây hòe chiêu quỷ, này hồng nương miếu hưng thịnh quá hai năm, nhân vùng ngoại ô có tân miếu, sau lại dần dần liền không ai quản, chỉ nhập hạ thời điểm nơi này mát mẻ, khắp nơi khất cái nhóm thích nhất tới nơi này hóng mát. Nhưng thu đông thời điểm nơi này lại muốn một phong lược vũ, vì thế ngược lại thành xa gần nhất an tỉnh nơi chu đáng đáng gắt cao áp lực trong cổ họng thét chói tai cùng lòng tràn đầy sợ hãi, nhìn kia cây cây hòe, chân bụng quất thẳng tới, kia trên cây treo một người, là Trương Đại, Trương Đại bị một cây cây mây thích chặt cổ, trong mắt tuôn ra, trong miệng tất cả đều là huyết, thượng thổ hạ tả quả thực ghê tởm đến cực điểm, cả người còn ở không ngừng giãy dụa, chẳng được bao lâu, liền lại không có động tĩnh. Mà ở kia dưới tàn cây, phá đầu vương thẩm đã khủng hoảng lại nịnh nọt, chưa từng ngẩng đầu đi xem trương đại kết cục chỉ đối với cây hòe hạ hai cái nam nhân cúi đầu không lưng này vị này gia ta ta có thể đi rồi đi vương thẩm khóc không ra nước mắt này bắt cóc giết người sự cũng không phải nàng nguyện ý làm a à. ai biết này hai cái nam nhân là từ đâu toát ra tới em đẹp đột nhiên liền xuất hiện ở nàng trước mặt giam con trai của nàng trượng phu chính là muốn hắn tìm trương đại đi bắt cóc đổ tam lang không nghĩ tới người đều đã bắt cóc lại đây này hai cái nam nhân lại đột nhiên muốn giết người diệt khẩu vương thẩm cả người lạnh cả người, chỉ sợ chính mình đã khó thoát tử kiếp, không nghĩ tới, này hai cái nam nhân cư nhiên trả lại cho nàng một cái cơ hội, đợi lát nữa chúng ta sẽ thu thập trương đại thi thể, ngươi chỉ cần làm một chuyện, một người nam nhân âm trầm mà mệnh lệnh nói, lợi dụng đổ tam tư, đem đoạn nha nội dẫn tới bên cạnh rừng trúc, ngươi làm được đến liền có thể mang theo ngươi trượng phu nhi tử rời đi, làm không được. Ta liền đưa các ngươi một nhà ba người đi địa ngục đoàn tụ, nam nhân sát khí nghiêm nghị, thần sắc lạnh nhạt, tuyệt không phải đang nói đùa. Vương thẩm nhất thời chân mềm, tuyệt vọng mà quỳ rạp xuống đất, đại lão gia tha mạng, nhà ta đều là nhiều thế hệ lương dân, chưa từng đã làm này giết người phóng hỏa hoạt động A. Đoạn nha nội chính là phủ doãn đại nhân nhi tử, này, này không phải muốn chúng ta một nhà già trẻ mệnh sao, bọn họ lại là phải đối phó đoạn tam lan. Vương thẩm can đảm toàn sợ, hoảng sợ vạn phần, đoạn nha nội nếu là xảy ra chuyện, nàng nơi nào chạy trốn A. Hơn nữa, hơn nữa hai người kia còn giết trương đại ai biết có thể hay không thật sự buông tha nàng nàng cảm thấy đây là hảo sinh kỳ quái này hai cái nam nhân làm gì muốn quanh co lòng vòng tìm nàng cùng trương đại từ giữa làm khó dễ nhìn hai người còn biết công phu không thể trực tiếp tìm người đi sao làm cho như vậy thần không biết quỷ không hay nhưng còn không phải là muốn nàng cùng trương đại bối nồi hiện giờ trương đại trước bị lộng chết chỉ sợ chỉ sợ chờ bọn họ sự thành lúc sau chính mình cũng muốn sợ tội tự sát, không thể không nói, vương thẩm tuy rằng con buông, lại còn tính có vài phần tiểu thông minh, bởi vậy chết sống đều không muốn làm việc này, vương thẩm ai ai khổ cầu, một nam nhân khác nghe được phiền, một chân đá vào nàng ngực, lại nói nhau nhau, lão tử hiện tại liền đi giết ngươi nhi tử, không. Vương thẩm luống cuốn, đừng giết ta nhi tử, ta, ta, nam nhân cười lạnh, ngươi nếu là nghe lời, ngươi trượng phu nhi tử còn đều có thể sống, ngươi nếu là còn dám ra sức khước từ, liền chờ cho ngươi người nhà nhặt xác đi." Chu Đáng Đáng không nghe hiểu những lời này, cũng không suy nghĩ cẩn thận, mấy người này không phải bắt tỷ tỷ sao? Như thế nào lại muốn nhắc tới Đoạn Nha Nội, bọn họ rốt cuộc là phải đối phó ai? Là Đoạn Nha Nội sao? Tỷ tỷ chỉ là cái mồi, liền bởi vì Nha Nội đối tỷ tỷ hảo sao? Chu Đáng Đáng lau nước mắt, dùng sức cắn hạ cánh tay, thở sâu, vẫn là bất động chỉ thấy được kia phụ nhân khóc lóc thảm thiết, cuối cùng vẫn là gật đầu, nam nhân ném cho nàng một phen chủy thủ, không hề để ý tới, vương thẩm thê thảm trên mặt lại là khó chịu lại là sợ hãi, cuối cùng không biết nghĩ tới cái gì, thế nhưng đi rồi trong miếu đi, đều là ngươi cái này tai họa. Vương thẩm oán hận thanh âm từ trong miếu truyền đến, vặn vẹo lọc vào tai, ngươi cái tiện nhân. Lão nương đã chết, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Ngươi cái ngôi sao chổi, ông thần. A, à, đừng đánh. Ngô, cứu mạng. Cứu là tỷ tỷ, là tỷ tỷ thanh âm. Chu đáng đáng trên mặt gân xanh nhảy lên, nhưng chân chẳng lại bị trương đại kia thi thể sợ tới mức khó có thể nhúc nhích. Hai cái nam nhân đem trương đại buông xuống, kia lắc lư đông đưa người nọ bị hắn giống cẩu giống nhau kéo dài tới ven đường, giữ tận nghi hoặc gương mặt đem hắn sinh mệnh cuối cùng cảm xúc dừng hình ảnh. Trương đại không biết chính mình vì cái gì sẽ chết, rõ ràng là vương thẩm nói chỉ cần đem người mang ra tới, là có thể lấy tiền thoát thân, không phải sao, nhưng hiện tại, vương thẩm cũng thoát không được thân. Nàng đem sở hữu đối các nam nhân phẫn nộ không cam lòng, đối tử vong sợ hãi điên cuồng đều kịch liệt thô bạo mà phát tiết ở đổ tam tư trên người. Đổ tam tư là trực tiếp bị đau tỉnh, có ai nắm nàng tóc cho nàng vài cái bàn tay, lại đem nàng đầu hướng trên tường đâm, dùng chân đá nàng bụng, ngực, nàng phun ra vài khẩu huyết, toàn thân trên dưới đều ở co rút đau đến cơ hồ mất đi ý thức, nàng theo bản năng đem thân thể xuất thành một đoàn, nước mắt cùng máu mũi đồng loạt ra bên ngoài lưu, trong miệng có cổ nồng hậu rỉ sắc mùi tanh, trong miệng vô ý thức mà phát ra kêu thảm thiết, đừng đánh, a, à. cứu mạng, cứu, tiểu vai ác, cứu mạng, vương thẩm hung thần ác sát mà dẫm nàng cánh tay, lão nương đều phải đã chết, ngươi còn tưởng ai cứu ngươi mệnh, tổ nương dưỡng ngươi lúc trước như thế nào liền không cùng ngươi nương cùng chết tính làm hại lão nương cũng muốn cho ngươi chôn cùng tiểu tiện nhân đau quá đỗ tam tư đau đến muốn chết nhưng câu này bổn gầy yếu thân thể lúc này lại cứng cỏi mà kêu nàng bất đắc dĩ nàng liền ngất xỉu đều không có biện pháp đột nhiên ngoài cửa mã thanh hí vang đoạn tam lang thanh âm như là trên chính tầng trời nện xuống tới nháy mắt đem vương thẩm tạp mông đỗ tam tư vương thẩm ngẩn ngơ biết đã không đường lui đột nhiên đem đổ tam tư bắt lại, rút ra một bên chủy thủ để ở nàng trên cổ, tam, đều đừng nhúc nhích. Ai dám tới gần, ta liền, liền giết nàng, bỗng nhiên xoay người, đoạn tam lang trên mặt mang theo vô tận sương lạnh đứng ở hồng nương miếu trước, ánh mắt hung ác nham hiểm, chu sa tuyệt diễm, như là muốn tàn sát thế gian yêu ma, đổ tam tư gian nan mà mở to mắt, đầy mặt là huyết mà nhìn về phía người tới, nước mắt lập tức liền lăn ra tới, giống các đứt quan hệ hạt châu không ngừng chảy xuống, ta về sau không bao giờ kêu ngươi tiểu vai ác, nàng há miệng thở dốc, lại nôn ra một nguồn máu tươi, tưởng lời nói đều bị đổ trở về trong bụng, thật sự, nàng đời này, liền chưa thấy qua như vậy xoái vai ác, chương 29 có nhân thiết phục, đem người cho ta, phong thế gào rít giận dữ trung, đoạn tam lang thanh âm dị thường kiên định, đổ tam tư thấu vài thanh, nàng không biết chính mình thương tới nơi nào, nhưng thực minh bạch vương thẩm bóc chính mình của lực đạo lại trọng một chút sợ là chính mình liền có thể trực tiếp ngõm củ tỏi, đều thối lui. Bằng không ta giết người, ta thật giết người. Vương thẩm khàng cả giọng mà gào rống, trên trán miệng vết thương phản phất lại ở ẩn ẩn làm đau, đối mặt này mỹ mạo tuổi trẻ thiếu niên, nàng thế nhưng cảm thấy tự đáy lòng sợ hãi, nàng đánh giá bốn phía, cũng không có nhìn thấy kia hai cái nam nhân, càng thêm kinh hoảng thất thố, đừng a, đoạn tam lan gần nhất, đỗ tam tư tức khách cảm thấy có nắm chắc chút, hơi thở mong manh mà khuyên nhủ, đại gia có chuyện hảo hảo nói sao, giết người chính là muốn xuống địa ngục, ngươi biết kia luyện ngục sao? Nga, còn có lột da, trút gân, băm tay dậm chân, ngươi câm miệng. Vương thẩm tức muốn học máu, trên tay lực đạo trầm xuống, đổ tam tư. Lạnh lạnh, trên cổ lạnh. Khẳng định cắt qua, tú bạch cổ thượng một chút nhiều điều vết máu, đoạn tam lan sắc mặt khẽ biến, cũng không có tiếp tục tới gần, trầm giọng nói, ta nói lại lần nữa, đem người buông ra, nếu không đừng trách bổn nha nội làm ngươi chết không toàn thay, thiên A, đây là cái gì lệnh người hít thở không thông bá đạo tổng tài lên tiếng, đổ tam tư vẻ mặt đưa đám, lúc này đương nhiên muốn dụ dỗ yếu thế trước cứu người A. Ngươi uy hiếp nàng làm gì, vương thẩm mặt một bạch, thanh âm đều phá, ngươi cho rằng ta khờ sao. Thả nàng, hừ, thả nàng ta sẽ chết, sẽ không, đổ tam tư vẫn là quyết định tự cứu một phen, thả người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ cái kia vương thẩm a ngươi xem trói ta chính là trương đại cùng ngươi có quan hệ gì đâu ngươi thả ta ta bảo đảm không truy cứu ngươi trách nhiệm được chưa vương thẩm cảm xúc đột nhiên bất khống chế ngươi con mẹ nó nói cái này có rắm dùng nếu không phải ngươi lão nương đến nỗi rơi xuống tình trạng này sao đổ tam tư nhất thời không dám lên tiếng hung cái gì hung sao mọi người đều là người trưởng thành liền không thể hảo hảo nói chuyện. Chán ghét, nàng bất lực mà nhìn về phía Đoạn Tam Lang, Đoạn Tam Lang thế nhưng cũng tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không chuyện của ngươi, bế hảo ngươi miệng, đổ Tam Tư, bị bắt cóc không phải ta sao? Vương Thẩm cảm xúc kích động, không biết vì cái gì, vẫn luôn đem người hướng phía sau rừng trúc mang, Đoạn Tam Lang nhìn xem kia đen nhánh cánh rừng, trong lòng càng thêm táo bạo, ngươi hiện tại thả người, bổn nha nội có thể hứa hẹn, không thương tánh mạng của ngươi hắn ánh mắt chợt lóe, bỗng nhiên thấp giọng nói, lại nói, trói người chính là trương đại đúng không? Vị này lão! Thím, ngươi một nữ nhân, sao có thể đánh thắng được nam nhân, là trương đại uy hiếp ngươi có phải hay không? Trương đại người đâu? Ngươi đem hắn dậy ra tới, có thể đoái công chuộc tội, đổ tam tư đôi mắt tỏa ánh sáng, không sai không sai, chính là muốn như vậy, ngàn vạn không thể chọc giận bắt cóc phạm nếu không một không cẩn thận vương thẩm tới cái tình cảm mãnh liệt giết người, kia nàng liền quá xui xẻo chút. Ai ngờ vương thẩm nương được nghe lời này, sắc mặt càng thêm thanh hồng không chừng, hung hãn la lối khóc lóc, khi trương đại đã sớm cầm tiền chạy. Nàng nói phải cho ta mang cái nữ nhân kiếm tiền, ta nào biết là hắn sẽ đem chính mình chất nữ nhi mang lại đây. Ta nào biết. Đều đừng tới đây, thấy vương thẩm như thế kích động, bọn nha dịch lẫn nhau đưa mắt ra hiệu, bất động thanh sắc mà hướng hai bên tản ra đoạn tam lan ánh mắt đen tối mà nhìn mắt kia nhiễm huyết chủy thủ, khóc mắt chỗ sâu trong, hàng ý càng đậm, ngữ khí lại là dị thường bình thản, thậm chí còn mang theo nhẹ nhẹ trấn an, như là vực sâu bên trong mê hoặc nhân tâm đọa, lạc mất khống chế ma quỷ, thì ra là thế, nói như vậy, thím cũng là người bị hại, đoạn tam lang thông thả mà nâng lên chân phải, đồng tử sâu thẳm thím, trương đại mới là đầu sỏ gây tội, không có người sẽ trách ngươi. Ngươi hà tất đem chính mình bức thượng tuyệt lộ đâu đem người buông, ta đoạn tam lang tại đây thề, chỉ cần ngươi thả người, ta không chỉ có không truy cứu tội của ngươi, còn giúp ngươi lấy lại công đạo, như thế nào, vương thẩm há miệng thở dốc, cơ hồ dao động, cuối cùng lại vẫn là lắc đầu, ngươi như vậy ăn chơi rác tán, cả ngày ức hiếp bá tánh, kỹ vào lão tử làm sằng làm bậy, không đem lão nương đưa người xem, ai sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ, đoạn tam lang sách một tiếng, không kiên nhẫn nói, vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể thả người. Vương thẩm ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên ôm lấy đổ tam tư thân thể, nàng tuy rằng thượng tuổi, nhưng ngày thường làm đều là chút thô nặng sống, muốn kéo đi một cái 15 tuổi nữ qua qua hoàn toàn không là vấn đề, ta không tín nhiệm bọn họ. Vương thẩm khóe mắt tẩn nứt, việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể liều mạng, ngươi muốn cứu người, liền một người cùng ta tiến vào. Không chuẩn để cho người khác đi theo, ai biết ngươi có thể hay không ở ta thả người sau bắt ta ngươi loại này làm hại quê nhà súc, sinh, ta không tin, đổ tam tư buồn, hừ một tiếng, khóe miệng lại tràn ra một tia máu tươi, làm hại quê nhà súc, sinh. Nàng giữa mày nhíu chặt, thần sắc hoảng hốt nói, không phải, nàng đi vào thế giới này mau ba tháng, cũng không từng nhìn thấy đoạn tam lang làm hại quê nhà, hắn tuy rằng làm liều ăn chơi trác tán lại làm theo ý mình, nhưng tự hồ cũng không có đối người thường đã làm cái gì, trừ bỏ kia mấy cái lưu manh, nha nội bọn nha dịch sắc mặt khó coi, không thể đi vào. Ai biết này phụ nhân có thể hay không ở bên trong thiết hạ mai phục, nha nội, vẫn là chờ đại nhân bọn họ tới đi, này phụ nhân không dám giết người, đoạn tam lan chần chờ một chút, vương thẩm thấy hắn bất động, tức khắc nóng nảy, không nói hai lời, trực tiếp đem đổ tam tư hướng trong rừng mang. Đỗ tam tư đau đến trên rỉ, hoảng sợ mà vương tay, tam lan, cứu ta, đoạn tam lan sắc mặt nháy mắt biến, không kịp nghĩ nhiều, người đã đuổi theo. Bọn nha dịch hai mặt nhìn nhau, lập tức phân ra một người tiến đến kêu viện binh, đổ tam tư mặt mũi bầm dập, vào cánh rừng càng thêm xem không rõ, quả thực giống như là một đầu chìm vào vực sâu, bị vương thẩm nửa kéo nửa ôm hướng trong mang, ngã vài hạ, nàng tưởng quay đầu lại nhìn xem đoạn tam lan, lại cái gì đều không có, trong rừng khắp nơi đều là sột sột soạt soạt thanh âm, cho người ta một loại bốn bề thụ địch quái đảng cảm, vương thẩm hùng hùng hổ hổ mà đi nhanh hướng trong đi. Đỗ Tam Tư rất nhiều lần thiếu chút nữa ngất xỉu đi, đều bị một bạc tai phiến tỉnh. Đỗ Tam Tư đang cố gắng bảo trì thanh tĩnh, muốn đem tay từ dây thường giải phóng ra tới, vương thẩm đột nhiên dừng, thời gian như là đột nhiên dừng hình ảnh, thân thể của nàng bị mạc danh định ở đương trường, kéo thân thể lực đạo buông lỏng, Đỗ Tam Tư lập tức ngã trên mặt đất, cái gì, nàng ngẩng đầu nhìn về phía vương thẩm, một phen bạc chủy bỗng nhiên từ thượng rơi xuống, không nghiêng không lệch mà cắm vào chính mình cánh tay, đâm thủng da thịt, gân cốt, tê, đổ tam tư đảo hút khẩu khí lạnh, ngón tay chợt co rút, ánh mắt tan rã, chết ngất qua đi, lưỡng đạo bóng người đi vào chỗ tối, vương thẩm hai chân đột nhiên rời đi mặt đất, trên cổ thế nhưng bộ cây mây, cả người bị lạc chết ở dưới tàn cây, vương thẩm thê lương nghẹn ngào thanh âm giống u hồn ác quỷ ở trên rỉ kêu trên, đổ tam tư hồn nhiên bất giác, vương thẩm đã ở chính mình trên đỉnh đầu mất đi hô hấp, một đôi mắt không cam lòng mà trừng lớn, nhìn đen nhánh thế gian, bóng người lẳng lặng biến mất trong rừng khôi phục tĩnh mịch, không khác, lòng nóng như lửa đốt thiếu niên rốt cuộc đi vào, hắn nhìn trước mắt một màn ngẩn người, ánh mắt bay nhanh xẹt qua vương thẩm ở trong gió lắc lư quỷ dị xác chết, định ở mặt đất không một tiếng động đổ tam tư trên người, tim đập đều lỡ một nhịp, tam nương, đổ tam tư đầy người bùng hôi, kia thủy thủ đem cánh tay của nàng xuyên thấu, giống cái đinh giống nhau đinh ở trên mặt đất, đoạn tam lan đồng tử co rụt lại, thoáng chốc luống cúng hắn đột nhiên nghĩ đến nửa tháng trước đổ tam tư xuất hiện ở từ đường thời điểm thời điểm, lửa xém lông mày dường như, vừa thấy mặt liền khóc, là hắn sai, rõ ràng biết tới gần nàng sẽ cho nàng mang đến nguy hiểm, hắn vẫn là cố ý tiếp cận, chính là ván đã đóng thuyền, sự tình không phải hắn tưởng kết thúc là có thể kết thúc, thực xin lỗi, hắn hai tay run rẩy mà nắm chủy thủ, toàn thân căng chặt một hồi lâu, mới thở sâu, chậm rãi thả lỏng, trong miệng khàng khàng nói, nhìn một chút, nhìn một chút liền hảo đỗ tam tư như có cảm giác một thân giống như bị nghiền áp quá đau nhức làm nàng hôn mê cũng hôn đến không an ổn đoạn tam lang đè lại nàng cánh tay cắn răng một cái mảnh tướng chủy thủ rút ra a à. đau nhức đến xương đỗ tam tư đau đến cả người vừa kéo đôi mắt rộng mở mở đồng tử co chặt chỉ cảm thấy cánh tay như là bị xé rách đau quá lại nhìn một chút đoạn tam lang đánh cái giật mình không có nhiều lời trực tiếp xé quần áo lấy ra thanh ngọc tủy cho nàng băng bó, hắn cuốn chân cuốn tay, cũng không biết muốn đảo nhiều ít, toàn bộ tất cả đều cấp đồ ở miệng vết thương thượng, chờ đổ tam tư cảm giác đau thứ tỉnh ý thức, hốt hoảng thấy rõ trước mắt cảnh tượng, tay trái cánh tay đã bị bị miếng vải đen truyền vài vòng, thiếu niên cao mày, môi nhấp chặt, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, kiềm chế bạo nộ tâm, không có việc gì, miệng vết thương không nghiêm trọng, ngươi đừng sợ, chúng ta này liền về nhà. Đỗ Tam Tư thân thể lạnh lẽo, sinh lý nước mắt ngăn không được mà ra bên ngoài mạo đau quá a à, cánh tay của nàng cũng chưa cảm giác giống như không phải chính mình một nửa hỏng mất mà khóc ra tới tay của ta có phải hay không phế đi ta có phải hay không không thể ủ rượu ta như thế nào như vậy xui xẻo a à, ngu ngốc đoạn tam lang cứng đờ mà xả hạ khóe miệng cũng chỉ là nước ra khẩu tử mà thôi không hai ngày thì tốt rồi liền biết khóc khóc hữu dụng sao đổ tam tư ủy khuất ta đều bị thương ngươi còn không cho ta khóc, ô, khóc vừa khóc, ta còn học máu, ta đời trước cũng chưa phun quá huyết. Khụ khụ, đời trước sự ngươi cũng biết, đoạn tam lan cúi đầu, xem nàng nước mắt nước mũi máu tươi đều hướng chính mình ngực mạc, thầm than một tiếng, tính, khóc đi, khóc mệt mỏi, chúng ta liền đến gia. Ngươi như vậy túng, cũng cũng chỉ biết khóc, bị thương sẽ đau, đau đương nhiên sẽ muốn khóc sao, này cùng nàng túng không túng có quan hệ gì, đổ tam tư càng thêm khổ sở, tay phải bắt lấy đoạn tam lan đầu tóc dùng sức một xả, đoạn tam lan đảo hút khẩu khí lạnh, theo bản năng ngửa đầu, còn không có tới nói chuyện, đột nhiên nghe thấy, hưu một tiếng, thẳng tắp sát khí xoa chóc mũi xẹt qua, dường như mang theo tiếng rít áp bách hai người thần kinh, hai người biểu tình đột nhiên cứng đờ, hô hấp một ngưng, không khí đột nhiên trở nên dính trụ đình trệ lên. Đỗ Tam Tư mờ mịt mà nhìn về phía mới vừa rồi từ đoạn Tam Lan đầu dư vị trí xuyên qua đi tên dài, lại nhìn xem chính mình tay, sắc mặt càng ngày càng bạch có người mai phục nàng vừa mới lại không cẩn thận cứu hắn một phen ông chặt âm u quỷ quyệt bầu không khí trung đỗ tam tư chỉ cảm thân thể một nhẹ đoạn tam lang thế nhưng đột nhiên đem nàng ném đến sau lưng bỗng nhiên xoay người đem roi ngựa sau này vung lên đương 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 ba tiếng lại là tam chi mũi tên nhọn bị roi ngựa đánh hạ đỗ tam tư bị ném đến buồn nôn bị ngăn chặn cánh tay trái thiếu chút nữa lại làm nàng đau ngất xỉu đi nhưng nàng hiện tại không thể vựng, nàng thấy vương thẩm, còn thấy vương thẩm thi thể hạ đứng cầm cung nam nhân, đổ tam tư chấn động, bọn họ là người nào, ta như thế nào biết, đoạn tam lang thân hình quay nhanh, thấy một khắc sườn trên cây cũng nhảy xuống một cái cầm cung nam tử, hai người ném cung, sát khí nghiêm nghị, từ phía sau lại rút ra khai phong trường kiếm, dùng khí đang điền, giáp công mà đến, bọn họ vừa ra tay, đoạn tam lang liền biết chính mình rất khó đánh ngang nếu là chính mình một người còn có thể liều một lần, nhưng là, quay đầu lại nhìn mắt đổ tam tư, đoạn tam lang nắm chặt nắm tay, roi ngựa phi dương, lại là tìm lối tắt, đem mặt đất lá rụng trều đến đầy trời thổi quét, làm vây công mà đến hai người nhất thời mê mắt, theo bản năng dùng cánh tay trắng trắng tầm mắt, lại nhìn chăm chú, tối tăm hát trầm lá cây giữa, đã không có một bóng người, một người sắc mặt khó coi, sớm biết rằng vừa rồi kia một mũi tên nên lấy hắn trái tim, một người khác trầm giọng, đừng nói vô nghĩa, trước tìm người, quyết không thể làm kia tư sinh tử sống thêm đi xuống, chương 30 bọn họ ở trên cây, giờ sửu canh ba, đêm tối buông xuống, gió thu tiệm cấp, trong rừng khắp nơi tràn ngập âm trầm lãnh không khí, ép tới người có chút thở không nổi, đổ tam tư giống như nghe thấy được cái gì, như là nào đó động vật hư thối hương vị, nàng có chút tưởng phun, đoạn tam lang một tay ôm nàng eo, một tay dùng roi treo nhánh cây bò lên trên đa quan đỉnh, thân nhẹ như yến, như dẫm trên đất bằng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Đỗ Tam Tư cũng không dám tin tưởng thiếu niên sức lực cư nhiên lớn như vậy, cây đa rất lớn, lá cây rậm rạp, cành khô phồng thịnh, lúc này lại là đêm tối, hai người ẩn thân đi vào, chỉ cần không phải có người phàn khai nhánh cây nhìn kỹ, hoàn toàn có thể tàn đến Thái Dương lên núi cũng không bị người phát hiện, nhưng đuổi giết bọn họ hai người hiển nhiên không phải nhân vật đơn giản, khẳng định có một bộ chính mình tìm người kỹ xảo, nơi này có thể an toàn bao lâu Ai cũng không có định luận, đoạn Tam Lang chỉ nghĩ ở chỗ này xuyển khẩu khí, hắn dựa vào thô tráng trên thân cây sờ soạn cái mũi, cũng có chút chịu không nổi nơi này khí vị, nhưng càng là khí vị pha tạp địa phương, càng là có thể che giấu Đổ Tam Tư trên người mùi máu tươi. Thực xin lỗi a, à, Đổ Tam Tư thật cẩn thận mà nhìn hắn, vẻ mặt ấy nấy, tuy rằng đoạn Tam Lang căn bản nhìn không thấy, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được kia cổ lo sợ bất an ánh mắt, hắn có chút khó hiểu, thực xin lỗi cái gì? nếu không phải ta ngươi cũng không cần đi theo ta mạo hiểm đỗ tam tư cho rằng kia hai người là nhằm vào chính mình mà đến tuy rằng không biết là vì cái gì ta không nghĩ tới ngươi sẽ tự mình lại đây còn kém điểm làm ngươi đã chết nàng là lường trước đến bọn nhỏ sẽ đi báo quan nhưng nhiều nhất đoán được quan phủ nha dịch sẽ xuất động tìm người không nghĩ tới đoạn tam lang cư nhiên suốt đêm hành động không đến hai cái canh giờ liền phong trần mệt mỏi mà tìm tới đoạn tam lang có chút không lời gì để nói ngươi cảm thấy liên lụy ta, đổ tam tư càng thêm hổ thẹn. Ta cũng không biết vì cái gì, khả, khả năng cái kia trương đại ghi hận thượng ta, may mắn chạy trốn sau khí bất quá, cho nên liền tưởng bắt cóc bán đi ta, kia hai cái nam nhân hẳn là tới tiếp ứng đi. Kết quả bị ngươi đụng phải. Cho nên mới muốn giết người diệt khẩu, hắc, liền nguyên nhân đều cho hắn nghĩ kỹ rồi, đoạn tam lan nghe được trong lòng thẳng nhạt, nếu là những người khác, đối mặt tình cảnh này khẳng định sẽ diêu đầu nói không trách ngươi, đều là hắn nồi, nhưng đoạn tam lang không phải như thế, hắn cười lạnh một tiếng, không hề tâm lý gánh nặng nói, biết là chính mình chọc phiền toái liền hảo, bổn thiếu gia nếu là đi không ra này cánh rừng, ngươi liền chờ cho ta chôn cùng đi, đổ tam tư ôm cánh tay run run, thanh âm lập tức sợ, kia, chúng ta đây sẽ chết sao? Kia hai người, hẳn là trương đại mua tới sát thủ đi. Chúng ta cho hắn tiền, cầu bọn họ phóng chúng ta một con ngựa, ngươi nói như vậy. Có thể chứ, cầu, đoạn tam lan cười, hắn bị động thanh trừ bao lâu roi miệng cũng chưa mềm một chút, muốn cho hắn cầu người, ngươi cái túng bao, nhân sinh tự của ai không chết. Đoạn tam lan không chút để ý mà nói, sớm chết vãn chết đều giống nhau, ta xem chúng ta vẫn là đã thấy ra điểm đi, sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, hà tất cưỡng cầu, đổ tam tư, lúc này có thể hay không không cần xem đến như vậy khai. Đỗ Tam Tư ngượng ngùng nói, kỳ thật ta cảm thấy đi, vận mệnh vẫn là nắm giữ ở chính mình trên tay tương đối hảo, làm người vẫn là không cần quá cá mặn, ngẫu nhiên cũng muốn phiên cái thân, phiên cái thân, phóng điểm muối, lại phơi phơi ánh trăng, đoạn Tam Lan lạnh lạnh nói, tựa như ngươi như bây giờ, chờ chết, hảo đi, nàng không nói gì tư cách, Đỗ Tam Tư quể oải mà ngậm miệng. Nghĩ thầm đoạn Tam Lan có thể bị trở thành lâm an tiểu ác bá cũng không phải không có đạo lý, liền hướng này há mồm, khiến cho người hận không thể trừ hắn hai bàn tay. Đỗ Tam Tư cảm giác sâu sắc không thú vị, nghiêng tai lắng nghe khắp nơi động tĩnh. Bọn họ ẩn thân địa phương khoảng cách vương thẩm thi thể không xa, kia hai cái nam nhân thực mau liền sẽ đi tìm tới. Lại nói tiếp, bọn họ vì cái gì muốn sát vương thẩm, đỗ tam tư do dự một chút, vẫn là đem cái này nghi hoặc hỏi ra tới. Đoạn tam lang tay phải lòng bàn tay vuốt ve roi ngựa, một trụ mắt, liền nhìn đến đổ tam tư nghiêng người dựa vào chính mình bả vai xuống tay gian cuộn tròn tư thái mỏng manh ánh trăng chiếu sáng lên trước mắt một màn nàng tận lực trừng lớn hai con mắt khuôn mặt nhỏ tuyết trắng một khuôn mặt thượng tràng đầy mờ mịt an an tỉnh tỉnh mà dựa vào hắn chuyện tới hiện giờ nàng còn cảm thấy đoạn tam lang mới là bị liên lụy kia một cái Đỗ tam tư hơn phân nửa này đây vì kia hai cái nam nhân là trương đại mua tới hành thích đoạn tam lang bởi vì đoạn tam lang là cho nàng hết giận mới thiếu chút nữa lộng chết trương đại mà vương thẩm nguyên bản nghe bọn hắn nói chuyện hẳn là muốn đem chính mình bán được dương châu thanh lâu hiện tại lại bị treo cổ ở trong rừng này không phải lũ lục vọt long vương miếu người trong nhà sát người trong nhà sao Đỗ tam tư không nghĩ ra đoạn tam lang lại có thể đoán được này toàn bộ âm mưu hướng đi liền cùng phía trước kia ba cái lưu manh giống nhau bất quá là vì thần không biết quỷ không hay mà lộng chết chính mình lại còn có muốn làm ra một cái thiên y vô phùng kế hoạch, cho nên vương thẩm là sợ tội tự sát, đến đổi trương đại, hiện tại hơn phân nửa cũng đã chết, bất quá nếu là sự thành, trương đại liền sẽ biến thành, chạy án, đổ tam tư liền thành bị trả thù tàn sát người bị hại, mà chính mình, tự nhiên chính là kia vì cứu người, ngoài ý muốn bỏ mình, vật bồi tán, khi hai cái nam nhân cơ hồ không có trước mặt người khác lộ diện, không có người sẽ nghĩ vậy sự kiện là nhằm vào chính mình một cọc âm mưu, trừ bỏ động thanh nhưng Đổng Thanh sẽ vì hắn ra rõ sao, nhớ tới Đổng Thanh cảnh giác hắn nói cùng âm thầm lộ ra bảo hộ quan tâm, đoạn Tam Lang tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng trong lòng đích xác có như vậy một tia chờ mong, thật lâu sau, đoạn Tam Lang ly thanh suy nghĩ, vẫn là không có đem vương thẩm tử vong chân tướng nói cho Đỗ Tam Tư, không phải hắn không dám, mà là hắn cảm thấy không cái này tất yếu, Đỗ Tam Tư biết quá nhiều không phải cái gì chuyện tốt. Sát thủ cùng hung cực ác nói không chừng là xem phong cao đêm đen muốn thuận tiện cướp bóc một phen, kia vương thẩm cấu kết trương đại buôn bán dân cư, mưu hại nha nội, vốn dĩ liền phải đền mạng, đã chết xứng đáng, đoạn tam lan thái độ bực bội, đỗ tam tư thấy hắn không thế nào tưởng thâm nhập cái này đề tài, trục hạ bả vai, không dám hỏi lại, cánh tay thượng miệng vết thương đã dừng lại huyết, không biết là cái gì Linh đang dịu dược, còn mang theo nhẹ nhẹ mắt lạnh, giống như đau đớn cũng yếu đi rất nhiều, là bỏ thêm ma phí tán sao. Đỗ Tam Tư như suy tư gì, đúng lúc này, tán cây trên đỉnh tất tốt vừa động, đoạn Tam lang thần sắc biến đổi, một phen che lại Đỗ Tam Tư miệng, đem người khấu ở trong ngực, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chầm hướng đỉnh, rồi sau đó liền thấy một cái trường mềm ngoạn ý bò xuống dưới, hai chỉ đậu xanh mắt lượng đến kinh người, sách, là xà, đoạn Tam Lan muốn dùng roi ngựa đem xà rút ra, không ngờ Đỗ Tam Tư đột nhiên xả hạ hắn tay áo, hắn cúi đầu muốn hỏi, Đỗ Tam Tư lại học theo mà cũng duỗi tay bưng kính hắn miệng, hoảng sợ mà lắc đầu, dùng tầm mắt ý bảo phía dưới, người tới. Nàng làm khẩu hình, đoạn Tam Lan nhíu mày, đem Đỗ Tam Tư nhẹ nhàng hướng chính mình ngược phóng, hảo thích ra không gian sau này xem, dư quan trung, tay cầm trường kiếm nam nhân vô thanh vô tức đi vào tầm nhìn, bọn họ ánh mắt sắc bén, giống như trong bóng đêm cũng có thể thấy rõ, từ mặt đất đến ngọn cây, không có một chỗ bị bọn họ để sót, không thể động. Lúc này động một chút, chính là tìm chết, đổ tam tư khẩn trương cực kỳ, nàng hai tay ôm đoạn tam lang bả vai, phản phất ôm lấy cuối cùng cứu mạng rơm rạ, rồi sau đó nàng cảm giác có thứ gì bò tới rồi trên người, động vật máu lạnh đặc có xúc cảm làm nàng nổi da gà loạn nhảy, không khỏi nghiêng đầu vừa thấy, ám thanh con rắn nhỏ xinh đẹp vô tình cây đậu mắt gần trong gan tất, vừa thấy chính là kia có độc chủng loại, đổ tam tư thân thể rung lên, ta dựa dựa dựa, xà a. À xà nàng dùng sức xả vài hạ đoạn tam lang cánh tay đoạn tam lang âm thầm sách một tiếng dùng miệng cắn roi ngựa buông tay đi bưng kính nàng đôi mắt nhắm mắt làm ngơ đổ tam tư dưới tàn cây hai cái nam nhân lượt làm dừng lại thanh âm thực lãnh dấu vết liền đến nơi đây bọn họ liền ở gần đây cẩn thận tìm một người khác nói thiên thực mau liền sáng chúng ta như vậy tìm đi xuống cũng không phải biện pháp bên ngoài người khẳng định sẽ tiến vào cứu người ta xem vẫn là phóng độc yên tương đối hảo chết phải thấy thi thể người nọ trầm giọng chúng ta đã bị bọn họ thấy nếu không thể bảo đảm bọn họ hai cái đều chết chết chính là chúng ta độc yên tuy rằng hữu dụng lại cũng động tĩnh rất lớn cực dễ nhiễu loạn chúng ta tầm mắt một người khác đổ tam tư bị che lại đôi mắt lỗ tai nghe được ngược lại càng thêm rõ ràng nàng cảm thấy có chút kỳ quái trương đại mua tới sát thủ không khỏi cũng quá tận chức tận trách chút đi như thế nào giết không được người còn muốn tự sát không thành, như thế có tổ chức có kỷ luật, làm đến còn cùng quân lệnh như núi dường như. Nhưng nàng mới vừa phân tâm, liền cảm thấy đoạn tam lan không thể hiểu được mà sờ soạn nàng cổ, thân thể cứng đờ. Đỗ Tam Tư nhớ tới kia xà, không dám nhúc nhích, ngón tay lại ở thiếu niên trên vai nhẹ nhàng câu họa, làm sao vậy? Đoạn tam lan sau một lúc lâu mới buông ra nàng đôi mắt, Đỗ Tam Tư thích ứng một chút mỏng manh ánh sáng, trước tiên nhìn về phía kia hai cái nam nhân hai cái nam nhân binh phong hai lộ một đường hướng nam cách bọn họ càng ngày càng xa một đường lại chính vừa lúc là đi hướng này cây cây đa lớn đại khái là bởi vì cây đa thật sự có chút đáng chú ý rồi sau đó nàng mới nhìn về phía đoạn tam lang ngoài dự đoán chính là đoạn tam lang không có gì khác thường cái kia xà cũng không biết chạy đi đâu thiếu niên nhắm mắt lại dựa vào trên thân cây một tay vòng qua nàng eo lưng che miệng một tay kia nắm thành quyền thế nhưng gối lên sau đầu Đỗ Tam Tư một hơi không đi lên, "Ta đi, ngươi cho rằng đây là ở cảnh xuân tươi đẹp Nhật Tử làm tắm nắng sao?" Làm đến như vậy thanh nhàn, còn có, vừa rồi này hỗn trướng có phải hay không lại ăn nàng đậu hũ, đến lúc này còn muốn quán triệt hắn khinh nam bá nữ ăn chơi trác tán mỹ danh. Sát thủ càng ngày càng gần a đại ca, Đỗ Tam Tư hải hùng khiếp phía mà liếc kia nam nhân, kia nam nhân thế nhưng đột nhiên ngẩng đầu lên, nếu không phải Đoạn Tam Lang còn chặt chẽ khống chế được chính mình, Đỗ Tam Tư sợ là kém một giây liền phải thét trói tai ra tiếng, qua mấy cái chớp mắt, thấy nam nhân vẫn là không nhanh không chậm mà đi tới, Đỗ Tam Tư mới phản ứng lại đây, nam nhân sợ là nhìn không thấy bọn họ hai cái, nam nhân đi đến thuộc hạ, ngẩng đầu nhìn xem hắc ám rậm rạp tán cây, trên mặt đất lá cây trồng chất, nhìn không thấy dấu chân, tán cây an tĩnh trầm mặt, cũng không có lượng biến đổi hô hấp, nơi này tự hồ không có người, nam nhân cảm thấy đoạn tam lan còn tính thông minh, hẳn là sẽ không lựa chọn như vậy một cái giống dạng địa phương ẩn thân, nhưng hắn nhớ tới một người khác nói, do dự một chút, vẫn là quyết định bò lên trên thụ nhìn xem, đổ tam tư một hơi treo ở cổ họng, tâm thần đại loạn, xong rồi, hắn lên đây, đoạn tam lang chậm rãi mở mắt ra, kia đối xinh đẹp đơn phượng nhãn tràn ra sát ý, rồi sau đó tay gian buông lỏng, ném cái đồ vật đi xuống, đúng là cái kia sắc thái tươi đẹp thanh hoa xà, nam nhân ca một tiếng, bị dọa đến trực tiếp ngã xuống thanh hoa xà nhe răng muốn cắn, bị nam nhân một đao tước thành hai nửa, đứt gãy thân thể còn trên mặt đất vạn vẹo đông đưa, đổ tam tư, không được, thật sự muốn phun ra, còn không bằng trực tiếp cho nàng một đao tới thống khoái đâu, như vậy ở kề cận cái chết nhảy nhót cảm giác, thật sự thực không xong, đoạn tam lan như thế nào không sợ. Chẳng lẽ đây là vai ác tu dưỡng? Đỗ Tam Tư tại đây loại tình trạng trung, trong lòng liền đột nhiên sinh ra ra một cổ kính để chi ý nam nhân thất thanh động tỉnh kinh động bên kia sát thủ, người nọ đi tới hỏi đã xảy ra cái gì, nam nhân đen đuổi nói, không có gì, chính là trên cây ẩn giấu một con rắn, cậu nương dưỡng, người nọ cười nhạo, một con rắn mà thôi, xem đem ngươi dọa, hai người không để bụng, mắt thấy liền phải rời đi, đỗ tam tư yên lặng thở vào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía đoạn tam lan, nhưng thiếu niên tự hồ cũng không có cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại mày càng nhăn càng chặt, sắc mặt càng ngày càng thanh cũng không biết có phải hay không đổ tam tư ảo giác nàng tổng cảm thấy thiếu niên môi cũng đen chút bỗng chốc đổ tam tư nghĩ tới cái gì soát địa nhìn về phía hắn tay kia trắng muốt trên cổ tay hai cái sâu cạn không đồng nhất dấu răng thế nhưng có mặt tại đây đồng thời dưới tàn cây đi chưa được mấy bước nam nhân bỗng nhiên đình chân không đúng kia xà trong miệng có huyết bọn họ ở trên cây một phen trường kiếm hướng về cây đa đâm tới trong chớp nhoáng, đoạn tam lan nghiến răng trắng răng ông đỗ tam tư đi xuống nhảy dựng nặng nề mà nện ở mặt đất rồi sau đó bảo vệ đỗ tam tư cái ót nhân thể một lăng hướng về triền núi đi xuống lăng truy